Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhé. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship anh em các bác nhé. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý là từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ gom hàng mua đủ 200 bên em sẽ bao ship. Sản phẩm đầu tiên em đến với bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mã dao chặt đứt nhá. Đây là một con dao cực kỳ là ngon luôn. Hàng thứ nhất là hàng liền thân các bác này. Đấy, hàng liền thân cán liền. Thì con này các bác dùng nó rất là đầm tay. Và cân nặng của nó thì khoảng từ 3 đến 5 lạng. Từ 3 đến 5 lạng, hàng thương hiệu Winling của Đức này. Made in Germany nhá. Con này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là dao chặt đứt nhá. Giá thì sẽ là 150k. Đó, dao chặt đứt này. Lên cho em là dao chặt đứt nhá. Chặt đứt. Giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cho một em dao chặt đứt như này. Con này thì hàng của nó sẽ là hàng liền thân nhá. Chặt cực kỳ là ngon luôn, băm chặt cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và có cái phần trên này để các bác dàn mình dàn thịt các bác này. Đấy. Có phần này để các bác treo này. Thép của nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ, hàng made in Germany, rất chất lượng cho các bác luôn. Băm chặt cực kỳ là ngon nhá. Đó. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao cầm trên cái con dao thái các bác nhá. Dao thái thì nó sẽ là em sẽ lên tên nó là dao nhọn và dao vuông để cho các bác dễ phân biệt nhá. Dao nhọn và dao vuông. Đấy, thì bên shop sẽ có hai mẫu như vậy, một mẫu nhọn và mẫu vuông. Và cái mẫu nhọn thì sẽ là 175.000 và mẫu vuông là 180.000. Đây. Con này thì nó sẽ là mũi nhọn như này các bác này. Đấy, mũi nó sẽ là mũi nhọn như này. Mũi nhọn như này các bác nhá. Dòng dao thì cực kỳ là bén luôn các bác nhá. Cái này các bác có thể mua để về mình thái lọc phi lê đều được hết này. Test giấy là bình thường, em sẽ test dọc giấy bóng cho bác xem này. Đấy, dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, tức là dao phải là dòng dao siêu bén thì mới dọc được giấy bóng như này nhá. Đấy, còn dao thường thì không thể dọc được giấy bóng như này đâu. Dòng này là dòng siêu bén luôn các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 175.000, lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn. Giá sẽ là 175.000 cho bọn em dao nhọn như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dao nhọn này, 175k nhá. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k. Đó. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái mã đó là con dao vuông nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là cái dòng mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia nó sẽ là mũi nhọn. Chiều dài của dao thì đều là vào khoảng là 30 cm, và bản của dao thì nó sẽ là một cái dòng bản khoảng 4 phân rưỡi nhá. 4 phân rưỡi cơ bản như vậy các bác. Thì đây nó sẽ là con này, nó sẽ là con mũi vuông các bác này. Độ sắc bén thì như nhau thôi, khỏi về bàn về độ sắc bén rồi. Đấy, nói chung là rất là sắc luôn. Đấy, khoảng 30 cm. Con này thì mũi nó sẽ vuông hơn một chút, còn con kia thì mũi nó bầu ra. Thì các bác tùy muốn lấy con nào thì lấy thôi. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, quay theo, rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Nó rất là ok ngon lành. Wabo Japan này, thép không gỉ này, đấy, Chroma này. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là dao vuông nhá. Con này thì sẽ là 180k. Dao vuông này, đấy, lên cho em là dao vuông nhá. Dao thái vuông 180k nhá. 180.000 con dao thái vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái tẩu thuốc nhá. Lên cho em là tẩu thuốc bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là tẩu thuốc nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 70.000 một cái tẩu thuốc như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ 70.000 một cái tẩu thuốc như này nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái tẩu rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác theo, rất là tiện ích luôn. Đó, rất tiện ích như này nhá. Đó. Con này thì các bác có thể cho thuốc lá hoặc thuốc lào vào đây hút đều được hết nhá. Đấy, và đây nó sẽ là đầu liền như này. Chất liệu của nó này, đấy, chất liệu của nó này. Đấy, nó sẽ là bằng một cái loại nhựa gì đó, còn cái đầu tẩu này nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đấy, các bác có thể xoáy ra như này, con này. Đấy, châm nước vào đây, rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đây, cái này nó có gioăng giếc đầy đủ cho bác luôn nhá. Giá của nó sẽ là 70k. Các bác lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc nhá. Tẩu thuốc giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ tẩu thuốc như này để các bác sử dụng luôn. Rất là tiện, các bác có thể hút thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là tẩu thuốc, giá sẽ là 70k nhá. Đấy. Tẩu thuốc này, giá của nó sẽ là 70k. 70k cho cái bộ tẩu thuốc nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọc rác này. Cái này thì các bác đặt vào cái chậu rửa bát nhà mình, thế là rác nó sẽ trôi vào đây là các bác đổ đi thôi. Cái này nó bằng lưới thì nước nó thoát nhanh và cái rác nó không bị bám vào như là cái chậu lọc bình thường nhá. Hãy lên cho em là lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá sẽ là 15k cho một chiếc như này. 15k nhá. 15k cho cái lọc rác inox như này nhá. 15.000. Đấy, rất là tiện, đây em sẽ có video thực tế luôn các bác nhá. Dùng thì mọi người biết tắt ổ vá cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi một người sử dụng thì có
bị chảy chậm và tắc đấy nhá, mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, nó rất là tiện luôn, các bác chỉ cần là bỏ vào cho em là xong nhá, rất là tiện các bạn. Đây, đấy, đặt vào cho em là xong này. Đó, cơm rồi rác rưởi các thứ là mình cho vào là nó sẽ thoát nước rất là tốt luôn. Đấy, và rất là sạch sẽ nhá, nó không bị bám cặn. Thì các bác dùng nó rất là vệ sinh, đấy, đặt vào cho em là xong. Đấy, và nó thoát nước rất là tốt luôn, đổ đi rất là sạch, 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn rửa mặt nhá. Thì bên shop bán nó sẽ là combo. Đấy, từ 3 chiếc trở lên 20.000 cho 3 chiếc và bán cả bịch này sẽ là 60.000 một bịch 10 chiếc nhá. Khăn mặt của Hàn Quốc. Chất liệu của nó thì 100% là bông tự nhiên nhá, 100% là bông tự nhiên. Một mặt của nó thì kích thước của nó sẽ là 50 và một chiều là 30, một chiều là 50, một chiều 30. Một mặt là bông mịn và một mặt là bông thường nhá. Một mặt là bông mịn, một mặt là bông thô. Thì các bác dùng để rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa vệ sinh rất là ok. Nói chung là các bác mua một cái này, mua một bịch này các bác dùng đa di năng được luôn, nó rất là tiện. Khăn thì nó sẽ là dòng khăn của Hàn Quốc nhá, rất là bền đẹp, chắc chắn và sạch sẽ như này. Và kích thước của nó là khá là to luôn, 30 x 50. Và bên shop bán cho combo nhá. Đấy. À, 3 cái là bằng 20k nhá, và 10 cái là một bịch này là bằng 60k. Đó, bên shop bán từ 3 cái trở lên 20.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thanh chắn cửa nhá. Các bác lên cho em là thanh chắn cửa. Đây là một cái thanh để các bác dùng để mình chắn cửa này, chắn cửa rồi dùng để chia chắn kiến dán côn trùng rồi bụi bẩn các bác nhá. Các bác chỉ cần là nhét vào cái mép cửa này cho em là xong. Chất liệu của nó thì cái này là bằng vải này, còn cái này nó sẽ là bằng bọt này. Đấy, bằng bọt bông các bác nhá. Đó. Thì giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái thanh chắn cửa này 25.000 các bác nhá. Thanh chắn cửa. Cái này thì các bác dùng để chắn côn trùng rồi nói chung là ruồi muỗi kiến gián đều ok hết nhá. Thanh chắn cửa. Đây các bác này, đấy mình sẽ nhét vào cho em vào cái phần cửa như này. Ruồi muỗi rồi côn trùng kiến gián là nó sẽ chịu hết luôn nhá, nó rất là tiện luôn. Đấy, thì rất là hợp lý cho các bác sử dụng thôi. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc, chiều dài của nó thì vào khoảng là 90 cm. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là banh nó ra, sau đó thì mình nhét vào khe cửa là xong. Ruồi muỗi kiến gián côn trùng đều ok hết nhá, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì khá là hợp lý các bác. Đấy, các bác chỉ cần nhét vào cho em này xong này. Đó, sau đó thì mình phần thừa là mình cắt đi, rất hợp lý luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tăng đơ lược nhá. Đấy. Giá thì sẽ là 110.000 cái bộ tăng đơ lược như này. Con này thì có sẵn cho các bác là dây cắm sạc luôn nhá. Dây cắm sạc này, 4 cái cữ này, một cái lược này, một lọ dầu tra và một cái chổi vệ sinh. Hàng thì của thương hiệu Aichen của Nhật nhá, rất là ngon lành cho các bác luôn, cầm cực kỳ là chắc tay nhá. Và có điều chỉnh cữ cho các bác luôn này, từ 0,8 đến 2 mm nhá. Đấy, các bác có thể điều chỉnh cữ đây để mình cắt này, rất là ngon nhá. Đây, đẩy lên này. Đấy, rất là khỏe luôn nhá, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn các bạn. Đấy, rất là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để cắt tóc này, cạo râu chấn viền được hết nhá. Cắt cho người già trẻ con không sợ bị ăn tay các bạn. Đấy, tăng đơ đang chạy nhưng mà rất là ngon luôn nhá. Con này rất là bền các bạn, rất là bền. Các bác dùng để cắt tóc chấn viền đều ok hết. Có sẵn cho bác là một lược này, 4 cữ và một đốc sạc luôn nhá. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. Tăng đơ lược giá sẽ là 110.000 nhá. 110k cho một cái con tăng đơ lược như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái khay giấy vàng nhá. Lên cho em là khay giấy vàng. Con này sẽ là 130.000 cho một cái khay giấy vàng như này. Giá của nó sẽ là 130k. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đây nó sẽ là một cái khay bằng giấy như này. Khay này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá. Bằng nhựa mạ vàng như này các bác này. Đấy, nắp của nó thì nó sẽ là mở trực tiếp vào này luôn. Các bác để cho em giấy, các thứ loại giấy ăn vào đây, rất là tiện ích nhá. Đó, bằng nhựa và mạ vàng 18 carat. Các bác dùng bền đẹp chắc chắn, không lo bị gì xét nhá. Đấy, không lo bị gì xét cong vênh như thế này thế nọ. Cứ mua về là mình dùng thôi. Chiều rộng của nó khoảng 20, chiều dài 20, chiều rộng thì vào khoảng là 12 và chiều cao thì vào khoảng là 10. Đó, rất là đẹp nhá. Vừa xinh mà khổ giấy, các bác để lên bàn ăn này, bàn ăn hoặc bàn uống nước rất là đẹp. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên cho em là khay giấy vàng nhá. Nó bằng nhựa nhá, bằng nhựa mạ vàng rất là đẹp luôn. Khay giấy vàng 130.000. Đó, giá rất hợp lý cho anh em và các bác lựa chọn luôn. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng cho em này, lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái cưa gấp các bác nhá. Cưa gấp này. Đó, nó sẽ là một con cưa rất là chất lượng như này các bác này. Đấy, cưa gấp nhá. Hàng của Nhật các bác này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Fugu này, Fugu Japan các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, các bác xem này. Đó, bẻ cong thoải mái nhá. Con này thì nó sẽ gấp gọn như này. Và chiều dài của nó thì hàng về theo lô, có lô là 25 cm và có lô là 30 cm. Thì hàng về theo lô thì bên em cũng bán theo lô thôi. Các bác hết sức thông cảm cho em nhé. Đó. Thì con này các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen. Giá của nó sẽ là 50k nhé. 50k. Đó, giá của nó sẽ là 50.000 cho một cái cưa gấp trắng đen như này. Lên cho em cưa gấp trắng đen 50k này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành cam này. Đấy, lên cho em là kéo cành cam. Con này thì giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhé. 70.000. Có kèm cho các bác thêm một cái lò xo. Đấy, kèm thêm một cái lò xo nữa luôn. Cho nên nó rất là tiện. Thì các bác dùng thì mình có thể thay thế lò xo. Hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan các bác này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này là xong nhá. Con này thì các bác dùng để cắt cây, cắt cành, nói chung là dùng rất là đa di năng luôn và rất là ngon nhá. Thép SK5 không gỉ này, Made in Japan này. Đấy, các bác chỉ cần đẩy cái lẫy này vào là xong nhá. Đó đây, Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. Nên cho em là kéo cành cam. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Lên cho em là kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. Kéo cành cam này. Kéo cành cam, giá sẽ là 70k nhá. 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cưa lách nhá. Cưa lách, hàng nội địa của Nhật đây, Made in Japan này. Đó. Nó sẽ là một con cưa lách như này, Made in Japan cho bác nhá. Con này các bác có thể dùng để cưa cây, cưa cành rồi tỉa cây những cành răm, cành nhỏ rất là ok, hoặc là lách vào những cái khe của những cái cành cây để mình cưa, nó gọi là cưa lách. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 40.000 nhá, 40k cho một con cưa lách như này nhá, hàng Made in Japan qua đây. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, cũng là hàng của Nhật đây, Made in Japan các nhá. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, dùng để cắt tỉa răm rất là ok luôn nhá. Các bác dùng tỉa răm, tỉa cây, những cái răm cây nhỏ các bác tỉa đi cho em. Rất là ok luôn. Đó, hàng Made in Japan nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Lên cho em là kéo tỉa răm inox nhá. Kéo tỉa răm inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật luôn. Thì đấy là giá bán lẻ. Còn bên shop bán theo combo thì nếu mà các bác mua combo 4 món 2 hai kéo và hai cưa thì giá bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 160.000 nhá, 160.000 sẽ combo cho các bác bao gồm là hai kéo hai cưa luôn các bác nhá, hai kéo hai cưa. Thì con này các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox này, kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá, 50k, đó 50k cho con kéo tỉa inox như này. Đấy thì nếu các bác mua combo cho em là 4 món như này thì giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi, 160.000. Đấy thì tính ra là nếu mà các bác mua là cái kéo cành cam này là 70.000 này, 70.000. Đấy, cộng với lại cái hai món này 50.000 nữa là vào 170 rồi, 170 với cái này 40.000 nữa là vào đi là 201. Thế mà các bác mua combo 4 món như này giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bộ 4 cưa kéo nhá, bộ 4 cưa kéo giá chỉ có 160.000 thôi. Bộ 4 cưa kéo này, cưa kéo giá sẽ là 160k nhá, 160.000 cho bộ 4 cưa kéo như này. Đấy, mua cho em combo 4 món như này giá sẽ là 160.000, cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa là 190 các bác nhá. Đó, còn các bác cứ gom đủ 200 bên em sẽ bao ship. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24, hàng cũng là hàng của Nhật, Made in Japan đấy. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng để tỉa răm rất là ok luôn. Chiều dài của nó là 24 25 cm, cho nên là các bác lên cho em là kéo tỉa 24 nhá. Kéo tỉa 24. Con này bao nhiêu? Lên cho em là kéo 24 nhá, kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k nhá, 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Đấy, con này thì bên shop bán riêng, giá của nó sẽ là 60.000 cho con kéo tỉa 24 như này. Còn con inox này thì nó sẽ là 20 cm thôi, con inox là 20 cm. Còn con màu đen này thì nó sẽ là 24 cm. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo cắt cành đúc nhá, kéo cắt cành đúc như này. Đấy, con này thì nó sẽ là kéo cành đúc, hàng Made in Japan này, đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá, Made in Japan này các bác này. Chữ triện của Nhật đây. Các bác dùng để cắt cành và cắt cây rất là ngon luôn. Đấy, nó sẽ là hàng đúc liền thân như này, cắt rất là ngon và mượt nhá. Đấy, hàng đúc liền thân này không lo bị gãy, bị bong đâu nhá. Đấy, lò xo chữ V rất là tiện dụng đây. Hàng Made in Japan các bác này. Đó, giá thì sẽ là 130.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc nhá, kéo cành đúc. Kéo cành đúc, giá của nó sẽ là 130k.
130.000 cho một con kéo cành đúc nhá, giá sẽ là 130.000 thì rất là tiện cho các bác sử dụng luôn đó. Này thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30.000 để ship nhá. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany đây, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khóa Đức như này các nhá. 160.000, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết các bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình sử dụng trong cái khóa cổng, khóa cửa. Và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng, và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy. Khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nhá, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cát, rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này, giá sẽ là 150.000 nhá. 130.000 nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130.000 nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy. Giá chỉ có 60.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này. Đấy, một thân bằng điện như này, kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này. Tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 20-30.000 rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc, mà giá cũng chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Tức là các bác được không cái máy này rồi. Đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, sạc pin vào cho em. Có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lắp vào là mình dùng thôi các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1 2 3 4 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây các bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy, 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy, 4 đầu bàn chải, một cáp sạc. Một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhé. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn. Từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, một tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60.000 cho một cái bộ bàn chải điện như này. 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190.000 nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các này. Đấy, có lưới lọc này nhá, có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lẫy lọc các thứ đàng hoàng. Có giòng nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy. Thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu inox này, màu xanh quân đội này thì sẽ là 190.000, màu inox sẽ là 170 nhá. Màu xanh đen thì cũng là 170 luôn, màu xanh đen. Màu xanh đen này cũng là 170 nhá, chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy. Thì nó cơ bản là có màu xanh đen này. Đấy, hoặc màu đen. Màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí, màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giòn nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Tết nhất đến nơi rồi, các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện.
Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi. 25.000 hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Đấy, nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây. Tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa này các bác này. Đấy. Tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng ấy thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy, hàng siêu mềm, siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Đó, găng tay thức ăn giá sẽ là 25k trên một hộp nha, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi, các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này. Về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này sau đó thì mình lấy mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy đây, em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục sở thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây. Đấy các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy thì các bác dùng để mình đánh giày đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trong cái bịch lấy giấy lau giày như này. Và các bác mua từ 3 cái 3 bịch thì sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy các bạn đây em lau khô đi cho các bác xem này. Đấy. Trực quan sinh động luôn nhá. Đây bên này chưa lau là đen xì này. Đấy bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bạn này. Đấy như mới luôn nhá. Đây. Đấy đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bạn này. Như mới luôn. Đấy các bác thấy chưa? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nhá. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó. Giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân nặng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc mang đi Tết rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy lên cho em đó là nho khô nhá. Giá sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đựng trong một hộp như này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này. Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá. Táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân. Giá sẽ là 100k cho một cái bịch táo khô như này, 100k nhá. 100k cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bịch táo khô như này, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng,
Đấy, rất nhẹ nhàng thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 316 này. Inox 316 các bác dùng thực phẩm thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà, hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi, dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn, nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này, dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít, giá thì bên shop chiều cao là 65 cm nhá, thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà, lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy thì hoặc màu đỏ thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. 250 à. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt. Tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó, thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi, hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm được khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150k nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bơm một ti nhá. Đấy, các bác lên trên là bơm một ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm một ti như này. Đây, các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải, chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox cái này và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó, thì bơm xe máy là ok rồi. Bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này. Hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhá, xe 4 chỗ với những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái cho em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan đây. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đấy, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẩy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2 ti như này. Và bên shop sẽ bao ship đến tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em.
bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy, thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây, ví dụ như đây cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm, trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phủ da cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác, khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nóng mưa. Giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con, bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay nên thằng ngay để nhận ưu đãi. À, rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ làm con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này. Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này, bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là, một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này, kèm thêm cái gói thuốc này bóc ra, sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trong kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt như này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5 6 ly nhá, 5 6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm.
thì các bác lên thêm là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là lên thêm là dao chặt gỗ này, chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan con này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá. Rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này, con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá. Rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ, con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ, giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 mét. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 mét và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên cho em là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 mét nhá, 20 đến 30 mét. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên cho em là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim nên không lo gì bị dỡ, chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Các mặt hàng bên shop về. Bên em thì ship hàng toàn quốc. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhé. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình, các bác lên cho em là bình 20 nhé. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn có 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình 2 lít thế này. Hàng bằng inox 304 các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất là dày dẫn chắc chắn. Và cái giá thì giá thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 80.000 trong con bình như này. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp giòn cao su này, rất là chắc luôn nhá. Bên trong bên ngoài của nó đều là inox 304 hết nhá. Các bác dùng để đựng nước lọc, nước uống này, hãm chè, hãm chiếc cũng rất là ok. Con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt cao đâu. Nó là một cái dòng bình bình thường thôi, để các bác đựng nước thôi. Cái con này không có chức năng giữ nhiệt nhá. Đấy, tại vì cái giá của nó thì nó chỉ là một con bình đựng nước bình thường thôi.
lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Giá sẽ là 80k cho một con bình 20 như này nhá, 80.000. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Dung tích là 2 lít cả vỏ, giá chỉ có 80k cho con bình 20 này thôi. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thảm lau chân nhá. Các bác lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là một chiều 40 và một chiều là 60. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thảm của Nhật nhá. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều được hết. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ như này các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng nỉ này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ, nỉ của nó là nỉ mịn nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt luôn, không bị đọng bụi vào trong nhá. Đấy, và mặt dưới của nó bằng cao su non, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái thảm 46 như này, kích thước của nó sẽ là 40x60. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con thảm như này giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho chiếc thảm thảm lau chân như này. Các bác có thể dùng để mình để trước cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là thảm 46 này. Thảm 46 giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái thảm 46 như này. Kích thước của nó sẽ là 40x60cm nhá. 40x60cm. Đấy, rất là ok luôn, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vật đứng nhá. Con này thì giá bao nhiêu nhỉ? 130.000 cho một cái vật đứng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là một cáp sạc và một cái chân như này nhá. Một cáp sạc, một cái chân như này. Đấy. Tính năng chính của nó thì thứ nhất là dùng để vật muỗi này, bắt muỗi tự động thì các bác bật cái đèn này lên cho em để bắt muỗi tự động này. Lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng cái tính năng bắt muỗi tự động thì mình phải cắm sạc vào cho em nhé. Ở đây thì nó chỉ có dây thôi, về nhà các bác cắm vào củ sạc nhà mình này, con này. Đấy, điện của nó thì nó đánh rất là mạnh luôn, có thấy không? Đây, đánh rất là mạnh luôn nhá, điện đánh rất là mạnh luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Có chức năng là bắt muỗi tự động và có chức năng bắt muỗi thông thường này. Bắt muỗi thông thường này các bác chỉ cần vật này cho em xong này, đánh rất là mạnh luôn, kêu tanh tách luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 con ốc như này. 4 con ốc vít ở cái đai này rất là chắc này. Các bác cầm vật đi vật lại rất là khỏe luôn. Cầm cực kỳ là khỏe và đàm tay luôn. Bên trong thì sử dụng cái quả pin 18650 nhá, cho nên là nó rất là mạnh điện các bác này. Đấy, mạnh điện lắm các bác thấy không? Đấy, oánh này. Thấy không? Oánh rất sợ luôn. Đó. Các bác tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Khi bắt muỗi tự động thì các bác để vào cái đế này cho em này. Để vào cái đế này, sau đó thì mình bật cái chức năng là bắt muỗi tự động lên. Đó là nó sẽ thu hút con muỗi, nó sẽ bay vào cái đèn hồng ngoại này nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Hàng này sẽ là hàng 3 chức năng luôn. Bắt muỗi tự động này, vật muỗi này, rồi làm đèn ngủ được luôn nhá. Các bác có thể vừa làm đèn ngủ này, vừa bắt muỗi tự động, vừa làm vật muỗi luôn. Lên cho em là vật đứng nhá, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130k. Bình thường các bác mua cái vật của Việt Nam mình thôi nó cũng đã phải tầm khoảng 100 đến 120 rồi, ở đây có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone thì ở đây nó sẽ là một dây và một củ như này, một dây và một củ như này, chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, chuyên dùng cho điện thoại iPhone Apple đây. Đó, quả táo đây các bác nhá. Đó, củ của nó cực kỳ là đầm và chắc luôn. Công suất của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60.000. Đó, dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k là cái dây sạc nhanh iPhone như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh. Ở đây nó sẽ là một con củ như này. Đấy, để các bác dùng để mình cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là một cái củ sạc như này, còn về nhà thì các bác tự dùng sử dụng dây nhà mình thôi. Và nó sẽ có cái dây để mình kết nối với ổ điện cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân Type C như này. Đó. Thì cái này thì các bác lên cho em là củ sạc các bác lên cho em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, củ sạc đa năng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc như này. Về nhà các bác cắm và kết nối vào các cái đầu nguồn dây của các bác là ok. Đấy, dòng của nó sẽ là 10 iPhone 13 Pro Max này. Đó. Lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái củ sạc đa năng như này. Con này thì rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá.
đường kính của nó là 20 cm. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán đồ ăn rồi rán nem rán nước rất là ok. Thứ nhất là nó có tráng đa chống dính này, tráng đa chống dính rất là tốt luôn. Thứ hai là nó có cho các bác một cái khay như này để các bác rán nem rán nước thì các bác đặt lên đây, nem rồi cá kia các thứ đặt lên đây, đường kính của nó là 20 cm. Đấy, con này thì các bác rán thì nó rất là tiện, tại vì là mình chiên ngập dầu thì rất là ok nhá, để mình chiên tôm chiên cá này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, đường kính của nó là 20 cm. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá nó chỉ 100.000 thôi, giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá, chảo chiên ngập dầu. Đấy, chảo chiên ngập dầu này, chảo chiên ngập dầu đường kính là 20 cm. Đấy, chảo chiên ngập dầu đường kính là 20 cm nhá, giá của nó sẽ là 100k cho cái chảo chiên ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món này. Nạo 3 món thì đây nó sẽ là một cái nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Và giá thì chỉ có 25.000 cho 3 cái chiếc nạo như này thôi, 3 món như này mà giá chỉ có 25.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nạo như này. Con này thì có quai đeo này, và có một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái nạo ngang tay như này, và có cái phần này để các bác khoáy cái phần bị sâu này, và một cái con dao nhọn như này. Con này thì các bác dùng để làm lòng gà, lòng cá này, rồi là nhổ lông gà, lông vịt rất là ok. Combo cho các bác 3 món như này. Lên cho em là nạo 3 món, giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Nạo 3 món này, nạo 3 món, giá của nó sẽ là 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nồi cơm điện, hàng của thương hiệu Chigo nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Chigo này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là nồi Chigo. Hàng này các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Con này thì nó chỉ sử dụng cho 2 người ăn được thôi, 2 người ăn được thôi các bác nhá. Đấy, thì ông bà già hoặc là nhà các bác ít người thì dùng cái nồi này cho em. Nó sẽ là nồi mini, nó rất là nhỏ thôi các bác nhá, rất là nhỏ thôi. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ xinh như này, thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Đấy, nấu cơm rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho một cái nồi cơm như này các bác này. Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn như này nhá. Cái nồi này thì cái dung tích của nó thì các bác nấu 2 người ăn là ok nhá, nấu 2 người ăn là ok. Đó, đây là cái nồi của nó này. Đấy, nấu 2 người ăn là ok nhá. Đấy, 2 người ăn là ok rồi các bác này. Đấy, 2 người ăn là ok. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác có giá rất hợp lý luôn. Đấy, có đong gạo, có qua kiếc, có thứ đầy đủ như này nhá. Đấy, con này thì chỉ sử dụng cho 2 người ăn được thôi. Các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini. Giá sẽ là 270.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, con này thì các bác chỉ sử dụng cho 2 người ăn thôi nhá, chứ còn không quá 2 người đâu các bác nhá. Đó, nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 nhá. Đấy, nồi cơm mini này. Lên cho em là nồi cơm mini, giá sẽ là 270.000. Nồi cơm mini. Nồi cơm mini nhá. Đấy, mini. Giá sẽ là 270k. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi các bác nhá, rất nhỏ gọn. 2 người ăn là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đây nó sẽ làm cái ổ điện sạc nhanh như này này. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. Thứ nhất là có công tác đóng ngắt này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm khó này, rồi có một cái chân sạc nhanh cho điện thoại. Các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây cho em là xong. Đó. Dây thì dài khoảng 1,5 đến 2 mét, có cầu dao này, có công tác đóng ngắt đầy đủ cho bác luôn. Đấy, ưu điểm của nó là có 4 chân USB luôn, một chân sạc nhanh. Ví dụ các bác để cái ổ điện ở trên bàn thì mình chỉ cần đặt cái điện thoại vào là xong. Thì con này nó chỉ ứng dụng cho cái dòng điện thoại nào mà có chức năng sạc nhanh thôi nhá. Điện thoại đời mới thôi nhá. Chứ còn những cái điện thoại đời cũ là nó sẽ không nhận đâu. Đấy, thì các bác lưu ý giúp cho em cái chức năng sạc nhanh này là nó cho cái điện thoại cao cấp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150k. 150k. Ổ điện sạc nhanh thôi nhá. Đó, ổ điện sạc nhanh 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm nó là cái keo vá tường các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng keo, nó tựa như là một cái dòng sơn trắng ấy, nhưng mà nó là dạng keo trắng như này. Thì các bác về mình các cái phần mà tường mà bị bong chốc rồi bị thấm rột rồi nói chung là bị nứt thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo như này, nó rất là tiện ích các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là vuốt lên là nó sẽ sạch luôn. Ví dụ các tường mà bị thấm mốc hoặc là trẻ con tô vẽ hoặc là bị bong chốc thì các bác vá vào cho em là ok. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một típ này của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, một típ này sẽ là 40.000. Dung tích của nó là 250g nhá, 250g. Đây các bác nhá, đấy các cái phần tường mà của các bác bị bong chốc này, đấy mình chỉ đưa vào là mình
vá đi cho em là ok nha. Đó, bong chốc rồi thấm rột rồi nứt niếc các thứ là mình đưa vào. Đó, thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Bị dấu hiệu bị nứt này, bị chảy xước này, hoặc là trẻ em nó tô vẽ lên nó bẩn, các bác vá chùm lên cho em, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 40.000 cho một hộp mà keo vá tường như này thôi. Đó. Các cái phần tường nào mà bị thấm rột này, đấy bị nứt này, đấy, các bác vá vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, trẻ con tô vẽ các bác cũng xử lý được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái một số cái mã hàng Tết này. Đây cái khay mứt Tết như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là con này tên nó là cái gì nhỉ? Bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Đấy, khay K1. 160.000 cho một em như này. 160.000 một em khay mứt Tết K1 như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác dùng thì mình sử dụng đựng mứt Tết giữa cái thứ là rất là đẹp. Đấy, tiện ích và giá thì rất hợp lý. Ưu điểm của con này là nó có nắp đậy hết nhá, thì nó rất là tiện. Khi nào dùng thì mình mở ra, không dùng thì mình lại đậy vào. Đấy, các bác khi dùng thì mình xoáy này cho em này. Đấy, xoáy này nó sẽ mở ra này. Thì ở trên này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 ngăn này. Đấy, trên này là 2 4 5 ngăn. Ở dưới này sẽ là 5 ngăn nữa. Đấy, khi nào các bác dùng thì dùng thì mình mở ra. Đấy, xoáy này cho em này, xoáy này nó sẽ mở ra này. Nó như một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Và khi các bác chỉ cần ấn này thôi, ấn này xoáy vào là nó sẽ vào này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Khi các bác xoáy vào hoặc mở ra thì các bác nhấp cái này cho em này. Đấy. Xoáy vào, mở ra đều phải nhấp này nhá. Đấy. Nhấp này để nó ăn lẫy nhá. Ăn lẫy mở ra này. Nhấp vào này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì sẽ là 160.000 cho một con khay K1 như này. Đấy, 160.000. Các bác dùng thì mình đựng mứt Tết rất là ok luôn, mứt Tết, bánh kẹo các thứ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng cho các bác này. Đấy, đây, hình ảnh minh họa này, cực kỳ là sinh động và thật luôn nhá. Đấy, bánh kẹo hạt dưa hướng dương rồi các loại thực phẩm đồ ăn các bác cho vào đây, đậy nắp lại rất là ok. Lên cho em là khay K1 nhá. Khay K1 giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 một em như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, lô hàng về thì nó sẽ là có lô là có pin và có lô không có pin nhá. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Các bác dùng chuyên trong nhà bếp cho em. Đấy, chuyên trong nhà bếp thì mình dùng để chế biến thực phẩm thức ăn, dùng trong nhà bếp thì mình đong đo cân đếm cho nó dễ. Con này nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng trừ bì, thì nó dùng nó rất là tiện. Thì ví dụ như các bác cân mà mình muốn trừ bì đi thì mình chỉ cần nhấp vào cái nút trừ bì là xong. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Và con này thì các bác cứ để cho em là chế độ gam là ok nhá. Để cho em chế độ gam là ok. Đấy, để cho em chế độ gam. Đây, ví dụ em cân cái lọ keo vá tường này. Đấy, nó sẽ là đây. Khi các bác cân thì lưu ý là để thăng bằng cho em nhá. 248 g này. Đấy. Các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì đây ví dụ em cân cái này đi cho nó dễ này. Đấy. Cái này của nó sẽ là 413 g này. Muốn nhấn chức năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em nó về không này. Đấy, sau đó thì các bác đặt cái khác lên cân này. Ví dụ em cân cái điện thoại của em là 221 g này. Đó, các bác nhìn số chưa? Đó, rất là ok luôn nhá. Có tính năng trừ bì cho các bác luôn. Thì các bác cứ nhấn tính năng trừ bì này là xong. Đó, thì con này giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Đấy, cân 5 này. Con này sẽ cân được là 5 kg nhá. Giá sẽ là 50.000 luôn. Toàn bộ là số 5 hết rồi. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục cập nhật các cái mã hàng cũ mới lên, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa các bác nhá. Đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là kia khóa chống trộm nhá. Con này thì giá chỉ có 80 cành thôi. Con này thì các bác dùng nó siêu tiện dụng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng chìa vát rãnh này các bác này, chìa vát rãnh như này. Và nó rất là ưu điểm luôn. Đầu tiên thì nó sẽ là một cái dòng khóa rất là tiện ích. Bình thường thì các bác dùng như một chiếc khóa bình thường như này, và khi các bác đảo chiều lại thì nó sẽ là dòng còi hú như này nhá. Đấy, còi hú các bác này. Đấy. Đấy. Tức là khi mà các bác chạm nhẹ thì nó sẽ kêu 3 tiếng nha, và khi mà các bác có tác động mạnh thì nó sẽ hú lên. Đó, các bác thấy không? Đấy. Kêu ù tai luôn các bác nhá, kêu ù tai luôn. Thì khi mà nhà các bác có trộm thì nó sẽ động chạm vào và nó sẽ kêu lên thì rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 80.000 cho một con khóa chống trộm này thôi. Lên cho em là khóa chống trộm nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. 80.000 cho một cái bộ khóa chống trộm như này. Thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng trong cái việc là bảo vệ tài sản của gia đình mình nhá. Lên cho em là khóa chống trộm,
khóa chống trộm này, khóa chống trộm, chống trộm giá của nó sẽ là, khóa chống trộm giá sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000 một con khóa chống trộm như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm được cái ấy kia, cái điểm kia, cái nhang trầm các bác nhá. Nhang trầm thì đây nó sẽ là một hộp như này, bao gồm cho các bác là đây nó sẽ là một cái nhang trầm như này. Đấy, ở đây thì hàng nó sẽ về theo lô nhá. Đấy, có lô thì nó sẽ được 100 vòng, có lô thì nó chỉ được khoảng 6 đến 70 vòng thôi các bác nhá, 6 70 vòng thôi. Đó, đây thì nó sẽ là một cái dòng nhang như này rất là thơm luôn các bác này. Đấy, một vòng này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Đấy, một tẹp này của nó là 2 vòng này. Đấy. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn. Các bác có thể đốt cho em là thời gian cháy liên tục là từ 2 đến 3 tiếng nhá. Thời gian nếu ở khu vực nào mà ít gió thì nó có thể cháy đến 4 tiếng luôn, cháy rất là lâu các bạn, cháy rất lâu và rất là đượm và rất là thơm luôn. Thì giá chỉ có cho các bác là 40 cành cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá, giá sẽ là 40k. Lên cho em là nhang trầm đốt này, nhang làm từ gỗ trầm này và dùng để đốt này, cho nên lên cho em là nhang trầm đốt nhá, giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ gọi là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Đấy, vòi tưới cây bằng đồng tăng áp này. Đấy, thì đây nó sẽ có cho các bác là 3 cút nối này và một cái vòi bằng đầu bằng lõi bằng đồng như này. Đấy, giúp cho các bác giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tưới cây bằng đồng. Con này thì nó sẽ có cho các bác các cái phần cút nối như này và một cái đầu vòi như này các bác, một đầu vòi này giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đây, và các cái đầu vòi để các bác kết nối với các cái nguồn nước này, đầu cút này, đầu vòi này nó sẽ xịt thẳng này, xịt tưới cây này. Đấy, rất là tốt nhá. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, xịt tưới cây, rửa xe các thứ rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác nhá. Đấy, lên trên là vòi tưới cây bằng đồng nhá. Vòi tưới cây bằng đồng giá sẽ là 50k cho một cái bộ vòi tưới cây bằng đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đèn mang sông nhá. Đây nó sẽ là một con đèn như này, có kèm một cho các bác một cáp sạc luôn. Lô này về thì nó sẽ là lại là màu đen nhá, màu đen. Hàng rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì có cái công tắc này. Các bác có thể dùng để mình tắt bật này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Có công tắc vừa tắt bật vừa tăng áp luôn nhá các bác nhá. Đấy. Hàng rất đẹp, dày dẫn chắc chắn này. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi nhưng mà khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lô này về thì nó sẽ là ánh sáng vàng nhá. Có lô thì ánh sáng vàng, có lô thì ánh sáng trắng các bác nhá. Rất đẹp cho các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để decor trang trí này, bàn thờ, phòng khách, phòng ngủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Đó, và có chiết áp các bác tùy chỉnh nhá. Để trang trí trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó. Hoặc dùng các bác sử dụng khi mà mất điện các thứ thì nói chung cũng rất là tiện. Lên cho em là đèn mang sông giá sẽ là 120.000 nhá. 120.000 cho con đèn mang sông này thôi. Lên cho em là đèn mang sông này, đèn mang sông giá sẽ là 120k nhá. 120.000 cho con đèn mang sông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hút bụi, hút thổi bụi bằng pin nhá. Con này cả hút cả thổi luôn, chạy bằng pin, rất là tiện ích luôn. Đây là các cái phụ kiện của nó này, các cái đầu hút, đầu thổi này. Đấy, rồi chân sạc này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật này, hàng của thương hiệu Tamashio này, Tamashio made in Japan như này các bác nhá. Đó, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hút cực kỳ là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Thì con này nó cả hút cả thổi luôn. Đấy. Thì các bác lắp cái đầu này vào thì nó sẽ là đầu hút bụi này. Đấy, đầu hút bụi này. Đấy. Và đầu này thì nó sẽ là đầu thổi này. Đầu thổi thì các bác chỉ cần là lắp cái vòi và đít này là nó sẽ thổi thôi. Đấy, tức là hút vào và thổi ra. Đấy, đây các bác này. Đấy, các bác này. Đấy, rất là mạnh luôn nhá. Đấy, rất là mạnh luôn. Thì nó sẽ là có cả đầu hút cả đầu thổi luôn. Và combo cho các bác giá sẽ là 170.000 thôi các bác nhá. Đấy, lên cho em là hút thổi bụi này, hút thổi bụi chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Giá sẽ là 170k cho một bộ như này, 170.000 cho một bộ hút thổi bụi chạy bằng pin như này. Con này thì siêu tiện ích cho các bác sử dụng luôn nhá, rất tiện luôn. Đấy, các bác có thể sử dụng ở trong các cái sinh hoạt hàng ngày rất là ok. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái vít xanh nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này thôi, giá rất là hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp em đó là vít xanh nhá, giá sẽ là 40k. Vít xanh này, giá sẽ là 40k một bộ như này. 40.000 cho cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít luôn. 30 đầu vít, một tay công và một tay nối dài như này các bác này, một tay công một tay nối dài như này. Đấy, và hàng thì nó rất là tiện ích, các bác có thể dùng để mình sửa chữa lặt vặt trong gia đình rất là ok. Nó rất là nhiều các cái đầu vít khác nhau thì nó rất là tiện. Các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Và nó cũng có điều chỉnh dài ngắn ở đây các bác này. Đấy.
có điều chỉnh dài ngắn ở đây. Đấy, các bác có thể cho dài ngắn tùy theo đây nhá, rất là tiện luôn. Hoặc các bác có thể dùng trực tiếp cho vào đây. Đấy, cho vào đây để mình xoáy như kiểu xoáy công như này nó cũng rất là tiện. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, 40.000 cho một bộ như này. Thì các bác đã có cho em là tới 30 đầu vít rồi và các cái chi tiết đi kèm nữa, rất là tiện ích luôn, 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dép đi trong nhà nhá, dép đi trong nhà. Đấy, con này rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Một cái bộ dép đi trong nhà như này và giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 một đôi thôi. Đấy, chất liệu của nó thì phần lót này bằng nhung này, rất là ấm luôn. Phần dưới thì bằng xốp mềm này, bằng xốp siêu nhẹ này, xốp siêu nhẹ này. Bên trên này thì sẽ là vải nhung như này, vải nhung này đi siêu ấm luôn. Đấy, mùa đông các bác dùng để đi trong nhà rất là ok nhá, nam nữ đều đi được cả nhá. Và bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Lên cho em là dép xốp nhá. Đấy, lên cho em là dép xốp này. Giá sẽ là 35k nhá, 35.000 cho một đôi dép xốp như này, rất tiện ích cho các bác luôn, 35k thôi, giá rất là rẻ luôn các bác nhá. 35.000 cho một đôi dép xốp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sen quạt tăng áp nhá. Qua lên cho em là sen quạt tăng áp. Đây nó sẽ là một cái dòng sen có kèm cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Đây. Đấy, cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt này. Có điều chỉnh to nhỏ này và có đóng ngắt trên tay luôn nhá và có dây nối như này. Đấy, sen quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 cho một cái bộ sen quạt tăng áp này thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 95k nhá. Cái bộ này thì các bác dùng nó rất là tiện ích, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá sẽ là 100k nhá, 100.000. Đó. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái sen cao su nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng sen cao su, cũng có cả sen cả dây luôn. Con này thì nó vừa là dùng sen tắm này, có cũng điều chỉnh to nhỏ này rồi tăng giảm này. Đấy, to nhỏ đóng ngắt này. Và có cho các bác các cái chế độ điều chỉnh này. Và con này ưu điểm của nó là có cái đầu cao su như này. Thì khi các bác tắm thì mình dùng để massage cho cái cơ thể của mình nó rất là tốt luôn. Đấy, massage cổ vai gáy các thứ này. Hoặc là các bác dùng để mình kỳ cọ rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 95.000 thôi. 95.000 cho một cái sen cao su như này nhá. Cũng có đầy đủ cho các bác các cái đầu, các cái chi tiết để các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su 95k cho một cái bộ như này. Đấy, thì có hai loại như này để các bác sử dụng nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tô vít vạn năng nhé. Lên trên là tô vít vạn năng. Con này thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cũng ok thôi. Đấy, lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó, đây. Về nhà thì các bác có thể lắp cho em một cái viên. Đưa cho anh cái viên pin lắp thử xem nào. Các bác có thể lắp cái viên pin con thỏ nhỏ vào đây cho em để mình sử dụng này. Đấy, viên nhỏ. Đấy, lắp cho em một viên pin con thỏ nhỏ vào đây. Đấy, và cái đít này cho em này để mình sử dụng này. Và cái này bên em bán thì không kèm pin đâu. Và nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này các bác nhá. Đấy, để em thử lắp thử xem con này nó có lên không nhá. Đó, đây. Đấy. Đấy, thì cái này hết pin rồi các bác. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Viên pin này của em. Đấy, thì về nhà các bác có thể lắp pin và mình sử dụng cho em. Đó. Đấy, cái viên pin này của em nó hết pin rồi. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái đầu vít như này. Các cái đầu vít như này nhá. Đấy, thì to nhỏ lớn bé lục giác rồi múi mít ba khe hoặc là vít dẹp đều có cả nhá. Ba khe và dẹp đều có cả. Thì các bác muốn dùng cái nào thì dùng, nó rất là tiện ích. Nó sẽ có cho các bác là 8 đầu vít tất cả luôn. Con này nói chung là dùng cũng rất là ưu điểm đấy các bác. Đấy. Các bác không cần phải lấy nhiều tô vít ra để mình sử dụng. Đấy, nó có đầy đủ to nhỏ cho các bác luôn. Và có một cái loại đầu bé tí này. Đầu bé tí này các bác sử dụng cũng rất là ok nhá. Đó. Lên cho em là tô vít vạn năng nhá, tô vít vạn năng. Giá sẽ là 80.000 cho một cái bộ tô vít vạn năng này thôi. Giá chỉ có 80k thôi. Mua có 80.000 mà dùng được tới 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đầu tô vít thế này thì rất là ok luôn. Hàng đúng như trên hình như này. Đấy, giá sẽ là 80k nhá. Lên cho em là tô vít vạn năng 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi cam xanh nhá. Nó sẽ có hai màu, màu cam và màu xanh, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác, thì em gọi luôn nó sẽ là vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ là một cái vòi van xả nước như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có hai nguồn nước nhá. Một là đầu vòi này, hai là vòi này. Và cái này các bác cũng có thể xoáy ra này để mình kết hợp với các cái đầu vòi khác nhau luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Các cái đầu cút nối khác nhau. Giá sẽ là 50k nhá. Lên cho em là vòi cam xanh. Giá chỉ có 50k cho một con vòi cam xanh như này thôi. Con này rất tiện ích luôn nhá. Chia ra làm hai đường nước này, đầu kết nối bằng đồng này, rất tiện ích luôn. Đó, nói chung là con này thì rất tiện ích và cái giá của nó cũng rất là phải chăng luôn. Chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái đốc sạc kèm pin, bỏ cho anh 4 viên pin đây nào. Đốc sạc kèm pin như này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là cả đốc cả pin luôn. Giá sẽ là 65.000, hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, combo cho các bác là sẽ là một đốc sạc và 4 viên pin như này nhé. Một đốc sạc 4 viên pin như này. Đấy, giá sẽ là 65k. Đấy, cái này thì các bác dùng cho pin đồng hồ nhé. Đấy,
lên cho em là đốc sạc pin đồng hồ nhá, đốc sạc này, đốc sạc pin đồng hồ. Pin ở đây sẽ là pin đồng hồ nhá, giá sẽ là 65k nhá. 65k cho một cái bộ đốc sạc pin đồng hồ như này. Đấy thì pin này pin đồng hồ các bác có thể lắp vào đồng hồ hoặc là lắp vào mic karaoke đều được nhá. Giá sẽ là 65.000 cho một combo như này, bao gồm một đốc sạc một pin. Một đốc sạc một pin cho các bác luôn nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một con phao nước rất là tiện ích luôn. Đấy, ở đây nó sẽ là một cái phao như này. Kèm thêm cho các bác là cái cao su non và cái này là để điều hướng nước nhá. Các bác có thể xoáy vào để điều hướng này, chảy lên, chảy ngang, chảy ngược đều được hết. Và cái đầu này các bác kết nối với cái đầu nguồn nước cho em. Đó. Và cái phao này rất tiện ích, nước ngập một phân thì nước phao sẽ tự đóng ngắt. Rất tiện, các bạn dùng rất là đa di năng luôn. Và giá thì chỉ có 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là phao nước nhá, phao nước này. Giá sẽ là 70k nhá, 70k. Đấy, con này dùng nó sướng lắm, nó tiện chứ không như cái phao cơ truyền thống các bác dùng nhiều khi nó không ngắt được thì bị tràn nước, còn cái này thì nó để thẳng như này là khi các bác dùng là nó sẽ tự ngắt luôn, nó rất là tiện. Đó. Phao nước 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước laser này, thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một cái dòng thước đa di năng và rất là tiện ích luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là một cây thước như này nha. Một cây thước như này các bạn này. Đấy các bác bật lên cho em. Bật lên cho em thì các bác rút cho em cái phần cản pin này ra thì cái tia laser nó sẽ lên này. Đấy đây. Các bác nhìn cái tia laser này. Đấy, các bác thấy không? Đây, tia laser rất là rõ luôn nhá. Đó. Và các bác có thể điều chỉnh tia đứng, tia nằm hoặc là lấy góc vuông như này đây. Đấy các bác xem em dọi vào cái góc vuông của cái tường gạch này, đét thì đẹp luôn nhá. Đó. Con này thì sẽ có cho các bác là điều chỉnh tia đứng thì các bác gạt đứng lên này, tia nằm thì các bác gạt này. Ở đây có cái đầu này các bác gạt trực tiếp vào cái đầu này cho em này để các bác điều chỉnh tia nhá. Đó. Ngoài ra ở đây thì nó sẽ có cho các bác là ba cái thước này, thước Livo này, bao gồm là đứng nghiêng và nằm này, đứng nghiêng và nằm này. Rồi có cái thước đo 15cm này, thước đo 15cm đây. Và ưu điểm là có thêm một con thước rút như này nhá, một con thước rút như này. Đấy, các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Thước rút thì nó vào khoảng là 2m đến 2m rưỡi nhá, 2 đến 2m rưỡi trong con thước rút như này. Đấy thì combo cho các bác là một cái thước laser như này, giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá, thước laser. Đó. Thước laser này, laser. Giá sẽ là 90k một em nhá, rất tiện lên. Em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cho bác cái cặp sách của học sinh nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng cặp hàng nội địa của Nhật. Thì ưu điểm của bác khi mà dùng con này thì nó sẽ là chống gù lưng cho các em, nó rất là tốt luôn. Đấy. Nó sẽ có cái phần quai chống gù lưng như này nhá. Đấy thì các em nó đi học thì nó rất là tiện ích luôn, khi mình đeo vào thì nó sẽ không bị gù lưng. Đấy. Các em có mang nhiều sách vở đi cũng rất là yên tâm. Đó. Đây thì nó sẽ là một cái ngăn để đựng nước này. Đấy, đựng nước, đựng các cái đồ lặt vặt này. Và đằng trước này cũng khá là nhiều ngăn luôn, khá nhiều ngăn luôn. Và bên trong thì nó sẽ là một cái hình hộp vuông như này, thì khi các em bỏ cặp, bỏ sách vào nó sẽ không bị quăn. Và ưu điểm của con này, cái ưu điểm lớn nhất của nó là chống gù lưng nhá. Đấy. Thì chống gù lưng thì các bác biết rồi. Đấy, các em bây giờ đi học thì chữ thì ít mà sách vở thì nhiều. Đấy, một cái em lớp 1 thôi mà cặp sách cũng mang theo là đến choãi hết cả vai luôn ấy. Chả hiểu là học hành kiểu gì các bác nhá. Đó. Ngày xưa em đi học thì có mang sách bao giờ đâu. Đấy. Thế mà bây giờ bọn nó đi học sao lắm sách thế. Đấy. Thì lên cho em là cặp sách chống gù lưng nhá. Đấy, cặp sách chống gù lưng giá sẽ là 130.000. Lên cho em là cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách này, chống gù lưng. Chống gù lưng này. Chống gù lưng giá sẽ là 130k một em nhá. 130.000 cho một em cặp sách chống gù lưng. Nó rất là tiện ích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái keo vá tường các bác nhá. Keo vá tường thì đây nó sẽ là một cái lọ keo như này. Một cái lọ keo như này các bác này. Đấy, dung tích của nó là 250g và giá sẽ là 40.000. Đây. Đấy về nhà thì các bác bơm cái keo này ra cho em này. Đấy các cái chỗ tường nào mà bị bong chốc, bị nứt nẻ này, đấy bị thấm rột. Đấy thì các bác vá trực tiếp lên cái phần đấy cho em. Sau đó thì mình để là nó sẽ tự khô thôi, thì nó rất là tiện ích đây. Đấy ví dụ như là cái phần tường bị vết mực này, đây nhá, vết mực nhá. Đấy các bác chỉ cần vá lên này là cho em xong rồi, hết vết mực luôn. Đó, các bác rất là tiện luôn nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k cho một lọ keo vá tường như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Tại Đài Loan và hiện nay đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, một siêu phẩm không thể thiếu trong ngành xây dựng, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại, được đánh giá là keo vá tường tốt nhất hiện nay và được các nhà thầu xây dựng chọn mua nhiều nhất. Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay, nhận ưu đãi giảm giá duy nhất lên đến 50%. Và sau đây là lý do tại sao mọi nhà nên sở hữu ngay chiếc keo vá tường để tiện cho việc xử lý các vết lỗi trong ngôi nhà bạn. Đầu tiên, chúng ta không cần phải mất nhiều thời gian chi phí để tìm thợ đến sơn sửa nhà mà có thể tự tay mình thi công một cách tiện lợi. Thứ hai là với sự vượt trội tích hợp nhiều công dụng trong một sản phẩm, giúp bạn sơn sửa nhà cửa một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đầu tiên, keo có thể vá được các vết tường nứt, bong chóc, bị rộp, vỡ thành mảng. Công dụng thứ hai,
Khác với các loại bột mã, bột chét thông thường bên ngoài thị trường, keo vá tường còn thấm nước, chống thấm quân lội. Và cuối cùng không thể nói đến độ bám dính cực tốt của keo vá tường với độ bền tuổi thọ lên đến 4-5 năm. Keo vá tường siêu tốc. Rồi ok các bác nhá, 40.000. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000, ship trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Căn số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên 1 cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, bốn khế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy, và combo nó sẽ là 1 cân như này. 1 cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản 1 cân thì nó sẽ là tầm này nhá. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110.000 trên 1 cân. Và nửa cân thì sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1 kg thì sẽ là 110.000 và 0,5 kg thì nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác như này để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bạn, một cân rất là nhiều này. 2 này. 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhá, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhá, từ 7 đến 12 chiếc. Đó thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhá. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi. Cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhé, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này. Thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi. Chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây. Và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15.000 này, 15.000 trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30.000 nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao dọc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi, sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu kìm đây, thì các bác lên xem là kìm đỏ nhé, kìm đỏ, nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên, nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Đấy, các bác lên xem là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này.
Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này, tiếp theo là cắt dây này, rồi vặn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá, xoắn dây nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30 cm nhé, khoảng 30 cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20, và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20 cm một chút nhá, trên 20 cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này, hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá, cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này, hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này, giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40 cm, 37 cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22 cm. Đó, đây. Đấy, made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách, giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhé, 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá, kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này, đấy tỉa răm này. Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox, giá sẽ là 50k nhá, 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo, giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó, thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 rất rẻ các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó. Rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện.
Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, à dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này xem. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50 cành. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Hello các bác nhá. Ngày hôm nay bên shop tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Cơ bản thì nó đều là các cái mã bên em đã và đang bán cho các bác, cho nên là em sẽ lên video cơ bản nhanh để gửi tới các bác thôi. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đây, các bác xem con đồng hồ Rolex này. Con này thì nó sẽ là mặt màu đen. Đấy, số màu vàng đính kim cương rất là đẹp này. Có lịch ngày tháng đàng hoàng. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chạy bằng pin nhá. Đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Và cái giá của nó sẽ là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này các bác này. Đấy, đồng hồ hàng của thương hiệu Rolex 300.000 chạy bằng pin. Giá thì đã bao gồm phí ship cho anh em luôn. Về nhà các bác dùng thì nó rất là ngon. Đấy, tiện ích đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường nhá. Lịch số to rõ ràng đẹp, hàng của thương hiệu Rolex các bác này. Đó đây, Rolex đây. Đó, giá thì chỉ có 300k thôi. Lên cho em là đồng hồ Rolex nhá. Giá sẽ là 300k này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Các bác lên cho em là nồi kho cá. Thì lưu ý các bác là cái nồi kho cá này thì nó sẽ là một cái dòng nồi mà nó là nóng chậm. Nó sẽ là cái dòng nồi nóng chậm, cho nên là con này khi mà bác sử dụng ấy thì khi mà kho cá thì nó phải hàng gọi là nửa ngày hoặc một ngày thì nó mới chín được cá. Cho nên là khi mà về các bác test ấy mà các bác vừa ấy cắm xong mà các bác đòi nóng ngay là nó sẽ không nóng được đâu. Còn hàng thì bên em bảo hành cho các bác, cho nên là các bác yên tâm. Hàng của thương hiệu Matika con này, Matika. Con này thì sử dụng điện 220V, 50Hz và 235W. Công suất của nó sẽ là 2,5 lít nhé, 2,5 lít. Đó, rất tiện ích như này. Câu thông số đầy đủ cho các bác luôn nhá, Matika. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 290.000 bao ship tận nhà cho bác luôn nhá. Nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Con này thì các bác nhận hàng khi các bác kiểm tra thì cứ làm sao mà không bị vỡ, không bị nứt là được rồi. Còn lại là hàng bên em bảo hành, như là các bác cứ test sử dụng thoải mái cho các bác luôn. Lên cho em là nồi kho cá, giá sẽ là 290k nhá. 290.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bọc yên nhá. Đây nó sẽ là một cái bọc yên như này. Thì con này nó co giãn rất là tốt luôn. Các bác có thể bọc vào yên xe SH này, xe các loại xe đều được hết nhá. Xe đạp điện cũng ok và nó có cái phần co giãn đây rồi để các bác thắt vào cho em. Đấy, nếu mà yên nhỏ thì các bác thắt vào và yên to thì các bác giãn ra. Đấy, và nó có dây chun co giãn như này. Thì các bác lên mã giúp cho em là bọc yên nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, đây các bác, nó sẽ là một cái con bọc như này. Các bác về các bác cứ bọc vào cho em là ok. Đó, đây. Các bác ngồi bình thường thì nó rất là nóng nhưng mà bọc lên thì rất là ngon luôn nhá. Chống xước yên này, yên cũ yên yếc các bác cho vào được hết này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bọc yên xe. Giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là kia giấy khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Kích thước của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đây, một chiếc như này, nó vào khoảng là 35-35. Đấy, 35-35 nhá. Đấy, khoảng 35 gì đấy các bác nhá, 30-35 gì đấy. Và con này thì các bác chuyên dùng để mình lau kính, lau các cái phần như là bếp ga, bếp điếc. Đấy, và các cái phần kính như này các bác lau nó rất là sạch này. Con này lau thì ưu điểm của nó là nó sẽ không để lại vết nhá, không để lại vết. Thì khi các bác lau nó rất là thích. Đấy, lau rất là thích và nhanh sạch nhá, nhanh sạch không để lại vết trên kính. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 50k cho một bịch như này. 50k cho một bịch như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là khăn lau kính nhá, khăn lau kính. Giá sẽ là 50.000 cho một bịch như này nhá. Đấy. 50.000 cho một bịch như này.
lên cho em khăn lau kính, giá sẽ là 50k nhé. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem. Với chiếc khăn này, bạn sẽ không còn lo lắng về việc để lại vết mờ sau khi lau sạch cửa kính và xe. Sản phẩm được làm từ chất liệu đặc biệt, giúp hấp thụ và loại bỏ hiệu quả bụi bẩn và dấu vân tay một cách dễ dàng. Khăn lau dễ dàng được giặt sạch và tái sử dụng nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí và bảo vệ môi trường. Đây là sản phẩm đáng tin cậy giúp bạn duy trì sự sạch sẽ. Đó, giá sẽ là 50.000 cho bịch 10 cái các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm, đó là cái con máy thái rau bằng tay nhá. Con này thì giá sẽ là 100 cành cho một chiếc này, 100 cành một chiếc. Con này thì siêu tiện dụng luôn, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ lưỡi như này, bao gồm cho các bác là có 6 cái lưỡi. 6 cái lưỡi thì về nhà các bác lấy cái lưỡi này ra, các bác lắp vào cái phần thân cho em. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là thái lát, thái sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Đấy. Sợi tròn, sợi vuông và thái lát. Về nhà thì các bác lấy cái này ra, sau đó thì mình lắp cái lưỡi này vào cho em này. Đây, lắp cái lưỡi này vào đây. Đấy, lắp lưỡi rất là dễ dàng thôi. Lắp lưỡi vào đây cho em. Sau đó thì mình lắp cái phần lưỡi này vào trong cái phần này. Đấy, lắp vào đây. Lắp vào đây như này. Đấy, khi mình quay thì cái miếng rau củ quả nó sẽ được thái ở trong cái cuộn này. Đấy, lắp cái tay công này vào đây, lắp tay công vào đây. Lắp tay công vào đây để quay này. Đấy, và các bác dùng cái này để mình ấn nó xuống này. Rau củ quả mình ấn nó xuống để nó tránh vào tay này. Đấy. Con này thì giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái con máy thái rau như này. Hàng này thì quá là tiện ích rồi, tiện ích lắm. Các bác dùng để mình thái rau các thứ thì rất là ok. Đây em sẽ có cái video mô phỏng cho các bác xem. Chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ, nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của Đa Năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Còn ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Đấy, các bác lên cho em là máy thái rau nhá, giá sẽ là 100k. Đấy, con này thì nó sẽ là thái bằng tay nhá, thái bằng tay. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái con máy sấy đũa nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều, là nó rất là tiện ích thôi. Đấy, trời mùa nồm ẩm như này hoặc là các bác dùng quanh năm ngày tháng đều ok. Đấy thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái móc dán tường này, một móc dán tường và có ba cái móc treo như này, thì các bác lắp vào cái móc treo này vào đít cho em này. Đấy, lắp móc treo đít này để các bác có thể treo tạp dề hoặc treo mấy thứ linh tinh. Đó, còn bát đũa, đũa thì cần sấy môi các bác bỏ vào đây xem. Khi bật lên thì nó sẽ là cái đèn màu tím nhá, màu màu xanh tím. Đó là cái đèn tia cực tím để nó diệt khuẩn luôn. Con này thì giá sẽ là 100.000 cho cái con máy sấy đũa như này nhá. Lên theo là máy sấy đũa nhá. Đấy, máy sấy đũa này. Sấy đũa, giá của nó sẽ là 100k. Đó, máy sấy đũa 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Con này thì các bác nên mua, tính ứng dụng của nó rất là cao và sử dụng thực tế trong gia đình luôn. Rồi, các bác này. Vì tôi thật sự như vậy, có lần tôi được một chị bạn mời đến nhà ăn tối, sau bữa ăn tôi phụ chị rửa chén. Tôi thật sự quê là quê, chúng mình quê nhiều. Khi tôi chạy khắp gian bếp không thấy ống đũa, tôi hỏi chị sao nhà mình không sắm ống đũa, em không biết phải rắc đũa, muỗng ở đâu. Chị cười, em ơi, giờ ở thành phố ít ai xài ống đũa lắm, giờ người ta xài hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, rẻ lắm em, mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Chị đâu biết là em quê một dữ vậy đâu. Em nên hợp tác xa 999 mua đi. Chị hay vào kênh hợp tác xa 999 mua hàng lắm. Không đấy, mua cũng vào xem là hàng. Okay, họ bán những thứ hay hơn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này thì 10 viên. Một tháng các bác cứ cho một viên này cho em. Một viên này cho em. Đấy, còn nếu mà nhà đông người thì có thể là tháng rưỡi hoặc 2 tháng mới hết một viên. Hoặc một tháng cứ cho một viên này cho em. Nước nó sẽ ra màu xanh rất là đẹp. Thứ nhất là sạch đẹp này. Đấy thì con này nó sẽ rất nhiều chức năng này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là tẩy trắng này. Đấy. Tẩy trắng này. Và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Đấy, diệt khuẩn. Đấy, sạch tẩy trắng diệt khuẩn và thơm nhá. Đấy, rất là thơm luôn. Sạch tẩy trắng diệt khuẩn thơm. Đó, và giá của nó chỉ có 15k trên một bịch thôi. 15k trên bịch 10 chiếc theo thoải mái cho bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái kìm bấm cúc nhá. Kìm bấm cúc. Thì đây nó sẽ là một cái bộ kìm bấm cúc như này. Hàng đa di năng cho bác luôn, đầy đủ các chi tiết để các bác dùng để mình bấm cúc nhá. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40k thôi. Quần áo các bác bị lỏng, bị thừa, bị bong cúc, bật cúc các bác dùng con này cho em. Rất là tiện. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Dạ em cảm ơn chị nhé. Kìm bấm cúc đa năng. Con này thì nó dùng nó rất là tiện, các bác có thể dùng để mình đây. Sử dụng được trên mọi loại vải. Đây. Đấy, các bác chỉ cần bấm này là xong cho em, xong rất là tiện ích luôn. Đấy, rất là tiện ích các bạn. Đó,
đây các bác này, đấy mình chỉ cần đặt vào bấm vào là xong, đấy nó rất là tiện ích luôn. Đó bác thấy không, đặt vào bấm này, đấy là các bác đã có cái bộ khuy cúc ngon rồi, rất tiện ích luôn, vừa vặn đẹp. Đấy bấm quần bò còn biết giày dép chăn màn đều ok hết nhá, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k cho một bộ kìm bấm cúc thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái cân sức khỏe nhá. Đấy thì con này bên shop bán rất là nhiều rồi, combo của nó sẽ là một cân và một đôi pin đi kèm nhá, một cân một đôi pin đi kèm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Chỉ có cho các bác là một một cái combo như này. Bỏ cho anh những viên pin cho nó rơi mất đầu viên. Giá của nó sẽ hả? Pin nhỏ. Giá sẽ là 100.000 nhá. Về nhà các bác lắp pin vào cho em này, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Đó. Mặt cân thì bằng kính cường lực nhá, bằng kính cường lực. Đấy, và có thể chịu được cân nặng lên tới 180 cân. Đấy, một cân nặng lên tới 180 cân luôn, tha hồ thoải mái bác sử dụng nhá. Lắp pin vào cho em là mình dùng thôi. Đó, sẵn pin này các bác, có sẵn pin cho các bác rồi. Đấy, lắp pin vào sau đó thì mình bật nguồn lên. Đấy, lấy quả khác thì quả này hết pin rồi. Có một cái đây này. Có không? Các bác lắp pin vào cho em nhé. Nếu mà pin mà hết pin thì các bác có thể thay pin nhé. Tại vì là cái hàng này của em thì nó để lâu, khi vận chuyển thì có thể là nó sẽ bị hết pin. Đấy, hết pin các bác lắp vào cho em này. Đấy, sau đó các bác cân như bình thường thôi. Đó, sau đó các bác cân như bình thường cho em là xong. Con này có cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, có cập nhật nhiệt độ, bây giờ đang là 23 độ C này. Đây, em sẽ cân thử cho bác xem nhé. Đó, đây. Con này thì nó cân được tới 70 cân nhé, 70 cân. Đấy, con này cái viên pin này của em cũng có vẻ hết pin rồi. Về nhà các bác có thể là lắp pin mới vào cho em nhé. Đấy, đây. Em hiện đang là 68 cân nhá, 68 cân. Đó, đây các bác này. Đấy, nó nhớ số cân luôn nhá. Đấy, có vẻ như là nó hết pin rồi nhá. Hết pin, về nhà các bác sạc pin vào cho em. À, về nhà các bác lắp pin mới vào cho em để mình sử dụng nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái con cân sức khỏe như này nhá. Đấy, nếu mà hết pin thì về nhà các bác có thể lắp pin mới. Đó, đây. Rất tiện ích luôn, cân được 180 kg. Đấy, lên mã giúp em đó là cân sức khỏe nhá. Cân sức khỏe này, cân sức khỏe, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 cho cân sức khỏe như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sách quý song ngữ nhá. Sách quý song ngữ dành cho trẻ em. Con này thì về nhà các bác cũng lắp pin vào cho em. Cái này bên em bán thì không kèm pin nhá. Đấy, không có pin đâu. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đó, quyển này của nó sẽ là 100.000, về nhà các bác lắp cho em 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây. 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây là mình sử dụng thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chủ đề nhá, rất nhiều chủ đề và rất nhiều ngôn ngữ khác nhau. Đó, thì nó sẽ có cho các bác là hai cái phím này. Đầu tiên nó sẽ là một cái phím phím nguồn này và một cái phím của trang này. Đấy, mỗi trang có một phím. Phím nguồn thì thường là ở cái dòng trên này, còn phím trang thì nó sẽ đi theo từng trang như này. Đó. Và con này thì giá sẽ là 100.000 cho một con quyển sách quý song ngữ rồi nhá. Đấy, rất là nhiều chủ đề này, rất là nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ. Đấy, tiếng Anh, tiếng Việt cho các bác luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình nhân dịp Tết năm mới này, hoặc là mua để cho con cái nhà mình sử dụng rất là tiện ích nhá. Giá thì sẽ là 100k. Lên cho em là sách nói nhá, sách nói này. Sách nói, giá sẽ là 100k. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem cái quyển sách nói này luôn. Đây các bác nhá, có cả ca nhạc luôn và đấy, rất là nhiều chủ đề nhá. Đây là một cuốn sách nói chắc chắn sẽ được rất nhiều các bạn nhỏ ưa thích. Tạm biệt bạn nhỏ, hôm nay lục sở học tiếp nhé, chào mừng bạn. Đây sẽ là nút khởi động của từng trang. Muốn đọc trang nào các chị cho con ấn vào nút sao để khởi động. Sau đó bắt đầu đi đọc chi tiết của từng chữ cái. A, quả na, á, cái hân. Cuốn này có 24 trang gồm những chủ đề. Chữ cái tiếng Việt là 3 trang, đủ các chữ cái từ A đến Y. Chủ đề về số đếm, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. Không. Có tiếng Anh đi kèm. Tiếng Anh zero, one. Chủ đề về nghề nghiệp, nhân vật, động vật. Chủ đề về trái cây, ấn nút sao khởi động. Sau đó đọc. Quả lê, quả táo. Có mục kiểm tra bài để tương tác cùng với các con. Quả dâu tây. Ở đâu đấy, rất là ok các bạn nhé. Giá chỉ có 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ấm pha trà nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, bán cả hàng
bao nhiêu rồi các bác nhá. Đấy thì đây nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này, các bác dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha các loại hạt rất là ok. Các bác xoáy cái nắp này ra cho em này, xoáy cái nắp này ra cho em. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc như này. Hàng cực kỳ là bằng inox 316 này, rất là mịn luôn. Các bác có thể cho trực tiếp cà phê vào đây, sau đó thì mình chỉ cần là rội nước vào là xong. Đó là các bác đã có một phin cà phê rồi. Đấy, hoặc các bác có thể pha trà, pha các loại hạt, nước uống rất là ok. Dung tích của nó là 1 lít inox 316. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con ấm pha trà như này. Giá của nó sẽ là 100.000, 110.000 nhá, 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Đấy 110k nhá, 110k một chiếc. Lên trên là ấm pha trà. Giá sẽ là 110k một cái nhá, 110.000. Dung tích của nó sẽ là 1 lít. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái loại máy, đó là máy đuổi chuột nhá, máy đuổi chuột như này. Đấy con này thì các bác dùng chuyên để đuổi chuột rất là ok. Lên cho em là máy đuổi chuột nhá. Máy đuổi chuột nhé. Máy đuổi chuột nhá. Đấy con này thì giá của nó sẽ là 35.000 nhá. 35k cho một con máy đuổi chuột như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Đuổi chuột, đuổi ruồi, muỗi, kiến, rán, côn trùng đều đuổi được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này. Đấy. Cái bọn chuột thành tinh này phải dùng máy bằng sóng siêu âm. Chỉ cần cắm vào ổ điện bất kỳ trong nhà là cả họ cả hàng, cả hang cả hốc nhà chuột, rán hay côn trùng cũng phải ly biệt hết. Sản phẩm đặc biệt không ảnh hưởng đến trẻ em hay vật nuôi trong gia đình. Một sự lựa chọn hoàn hảo chỉ với 69k. Đấy, rất là tiện ích cho các bác nhá. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không phát ra tiếng ồn nhưng lại phát ra tần sóng âm, xung khắc với các loài chuột cũng như các loại côn trùng gây hại khác. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chúng ta chỉ cần cắm trực tiếp vào ổ điện thôi ạ. Mỗi máy sử dụng được trong phạm vi bán kính 100m2 là máy sẽ phát huy công dụng tối đa nhất quý anh chị nhé. Sản phẩm được nhập khẩu từ Mỹ, kiểm định an toàn của Hoa Kỳ nên tuyệt đối không ảnh hưởng tới sức khỏe con người và vật nuôi đâu ạ. Các anh chị nhà mình dẹp hết giúp em các loại bình xịt kiến, rán, muỗi gây hại cho sức khỏe đi ạ. Licomax xin kính chào quý anh chị ạ. Trên tay em hôm nay đang cầm là chiếc máy đuổi chuột và côn trùng thông minh. Tuy không rất là ok luôn các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 để lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là kìm xanh nhá. Kìm xanh thì đây nó sẽ là một cái dòng kìm để các bác chuyên dùng để mình cắt linh kiện này. Đấy hoặc là cắt dây điện các thứ thì rất là ok luôn. Đấy. Chuyên dùng cắt linh kiện, cắt dây điện. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 30.000, hôm nay thanh lý nốt cho các bác giá chỉ còn 20.000 cho một con kìm như này thôi. Đó, 20k bác nhá, 20k. Đấy, các bác dùng để cắt linh kiện rất là ok luôn con này. Đấy, cắt linh kiện cho em, rất là ok luôn nhá. Cắt linh kiện này, hoặc các bác có thể dùng để mình cắt móng tay cũng được. Cắt móng tay rất là ok luôn nhá. Đấy, cắt móng tay cũng rất ok luôn. Đó, nhưng mà con này thì nó sẽ có lò xo đẩy như này. Và chuyên dùng để cắt linh kiện cho em. Đấy, chuyên dùng để cắt linh kiện nhá. Lên cho em là kìm xanh, giá sẽ là 20.000 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là kìm xanh. Giá sẽ là 20k cho một cái kìm xanh như này. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm xanh nhá. Đấy. Kìm xanh này. Kìm xanh, giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k cho một cái kìm xanh. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sứ nhá, đũa sứ. Một hộp này của nó là 5 đôi và giá sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho một hộp đũa sứ như này. Tính ra vào có 10.000 một đôi đấy các bạn. Đây, đũa rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, đũa rất là đẹp như này các bạn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đũa bằng sứ rất là đẹp luôn. Đấy, bằng sứ thì các bác biết rồi, dùng nó cực kỳ là an toàn và tiện ích luôn nhá. Đấy, dùng rất an toàn và tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 cho một vỉ như này. 50.000 cho một vỉ đũa sứ bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi đũa luôn. Tha hồ. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một vỉ này là 5 đôi. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó. Con này thì các bác dùng thì nó rất là an toàn, sạch sẽ và tiện ích. Đấy, an toàn sạch sẽ và tiện ích cho các bác này. Đấy. Lên theo là đũa sứ một vỉ là 5 đôi, giá sẽ là 50k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái bộ nồi của Sony các bác này. Đấy, đây. Đấy nó sẽ là một cái bộ nồi của thương hiệu Sony như này. Sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ nồi như này các bác này. Rất tiện ích luôn, bộ nồi của Sony nhá. Đây. Hàng của thương hiệu Sony. Hàng này thì nó là hàng của Sony, nó sản xuất để nó tặng cho khách mua hàng. Đấy, đây. Hàng thương hiệu Sony này, đây. Các bác lên trên là bộ nồi Sony, giá chỉ có 195.000 thôi, 195.000 nhá. Đấy, hàng này thì nó là hàng Sony này. Đấy, hàng này của hãng nó dùng để làm quà tặng cho khách này, đây. Quà tặng này, đấy.
nó sẽ có cho các bác là nồi 16 sen, 18 sen và 24 sen. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để đun bếp từ thoải mái nhá, đun bếp từ thoải mái cho em. Đấy. Hàng khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Rất dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy. Rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Và một cái bộ này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 chiếc. Đấy, vùng cũng giếc rất là dày luôn con này. Đấy, vùng giếc rất là dày luôn. Bộ này 3 cái nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là nồi 16, 18 và 24. 16, 18 và 24 các bác ơi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 cái nồi luôn. 16, 18, 24. Các bác có thể dùng để mình đun bếp từ giếc thoải mái luôn. Đấy, 16, 18, 24 nhá. Đấy, khá là dày dẫn chắc chắn. Vùng của nó thì đều bằng inox hết luôn. Đấy, các bác này. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Một bộ này bao gồm cho các bác là 3 chiếc mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất tốt luôn nhá. Đấy, một bộ bao gồm là 3 chiếc này và giá thì chỉ có cho các bác là 195.000 thôi, 195.000. Đây là con to này. Con to này thì sẽ là 24 sen nhá. Đấy, con to này là 24 sen này. Con nhỏ này là 18 sen. 18 sen nhá. Rất là dày dẫn luôn. Và con nhỏ nữa này là 16 sen nhá, 16 sen. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Lên cho em là bộ nồi Sony, giá thì có cho các bác là 195.000 cho một cái bộ nồi Sony này thôi, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá, dây thít thì nó sẽ có cho các bác là dòng một dòng là 30 sen và một dòng là 20 sen nhá, 20 sen. Đây. Đấy. Con này là 30 sen này, dài 30 sen là 152 chiếc. Và con này là dài là 25 sen, 25 sen các bạn. Đấy, đây. 25 sen. Và số chiếc của nó sẽ là 182 chiếc nhá. Thì lên cho em là dây thít nhá. Cái dây thít này bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là 25.000 một dây nhá. 25.000 cho một bịch như này. Thì các bác lấy loại 25 thì lấy, mà lấy loại 30 thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Dây thít đồng giá như nhau là 25k trên một bịch nhá. 25.000 trên một bịch như này thôi. Con này thì dùng tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Các bác làm cây, làm cối này, làm thợ, làm nghề này, nói chung là đa di năng, các bác làm gì cũng được. Đây, rất là đơn giản, mình chỉ cần lấy cái dây này, đấy, đưa vào mình thắt vào này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, thắt vào rất là tiện luôn. Các bác làm bao, làm bì hoặc là nhà các bác đi cấy, đi gặt này, dùng cái này nó cũng rất là tiện các bác nhá. Đi cấy, gọi là đi gặt đấy. Đi gặt mình có buộc bao thóc này. Một hộp này của nó là 180 cái này. 180 cái cho một bịch như này. Thì các bác dùng để mình buộc bao thóc, bao lúa nó cũng rất là tiện. Đưa vào thắt cái là xong đây. Đấy, như em thắt phát này là xong. Các bác thắt bao thóc, bao lúa nó rất là tiện luôn nhá. Đấy. Ví dụ mình chỉ cầm này thôi, túm vào cái đầu bao này, mình thắt vào cái là xong này. Đấy, rất là tiện luôn. Xít vào cái là xong. Hoặc các bác làm thợ, làm nghề, làm cây, làm cối đều ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý. Lên cho em là dây thít 25k cho một bịch như này. 25k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là dây dài 25 sen và dây dài 30 sen, các bác muốn lấy loại nào thì lấy, giá tiền bằng nhau các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời các bác này. Bộ ấm mặt trời thì đây nó sẽ là một con ấm như này, rất là tiện để các bác có thể dùng để mình pha trà uống chè, rất là tiện. Đấy, đựng trong cái hộp như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Chỉ có 140.000 cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay này, một cái gắp như này. Và tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này nhá. Một cái khay đựng nước này và một cái khay che như này, rất tiện luôn. Tiếp theo sẽ có cho các bác là đây. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là một cái khăn để lau này, một khăn để lau này. Và tiếp theo là một chuyên này. Đấy, đây nó sẽ là một cái chuyên như này các bác này. Chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay này thôi. Đấy, nắp của nó rất là ôm luôn. Cho nên các bác dùng nó rất là thích này, nắp ôm lắm, các bác dùng nó rất là thích luôn. Đấy, nắp này rất là ôm nhá, rất là ôm luôn. Đấy, một chuyên này. Và có cho các bác là một cái hũ đựng chè, nắp bằng vải này rất là tiện ích luôn, một hũ đựng chè này. Và tiếp theo sẽ có cho các bác là 6 cái chén luôn nhá, 6 cái chén như này. Hàng thì sản phẩm là bằng đất nung nhá, bằng đất nung. Các bác có thể dùng để pha trà, uống trà rất là tiện ích luôn. Đấy, combo cho các bác. Đấy, đựng trong một cái túi như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cũng rất là tiện ích. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác như này. Đấy, bao gồm cho các bác như này. Bao gồm là một chuyên, một hũ đựng chè. Cái hũ này thì các bác sẽ đựng được đâu đó vào khoảng là 5 lần pha chè nhé, 5 lần pha chè. Đó là ok. Thì các bác cứ chiết ra đây để mình đựng này. Đấy, rất là tiện ích đẹp này. Đấy, đây, combo cho các bác như này. Bao gồm cho các bác là một chuyên này, một khay chè, một cái gắp này và một khay đựng nước này. Rồi một hũ này, 6 chén như này. Đấy, lên cho em là bộ ấm mặt trời nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác chỉ có 140.000 thôi, 140.000. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời. Giá sẽ là 140k nhá, 140k thì cái bộ ấm mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái của Đức nhá. Dao thái Đức này, 130.000 một em.
Hàng thì siêu bén cho các bác luôn, 130k một em. Hàng thì gọi là chấm hết luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là 35cm nhá. Dòng này của nó là siêu dài luôn. Và hàng của Đức đây, Made in Germany vào đây. Đó, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để bổ dưa hấu này, bổ hoa quả này, gọt hoa quả rất là ok nhá. Đó, test thử dọc cái giấy này xem này, các bác này. Đấy, cũng rất là bén luôn. Giấy bóng dọc cũng đứt luôn nhá. Đấy, dọc đứt cả giấy bóng luôn nha, các bác biết rồi, rất là bén luôn. Còn đối với giấy bình thường thì không nói gì được các bác. Đấy, rất là bén luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130k thôi. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhá. Dao Thái Đức 130.000 cho một con dao Thái Đức như này. 130k một em dao Thái Đức. Đó, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con dao Thái Lỗ 120.000. Đây, 120.000 cho con dao Thái Lỗ như này. Con này dùng rất là tiện ích này, có quai đeo này, cán liền thân này, đẹp chưa các bác ơi. Đó, chấm hết luôn. Đấy, lên cho em là dao Thái Lỗ nhá. Đây qua này, rất là tiện luôn. Đó, Thái Lỗ nhá, rất là tiện nhá. Siêu bén luôn. Chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30cm, bản của dao thì khoảng 5cm. Hàng made in Japan, nội địa của Nhật này. Đấy, con này các bác dùng để thái rau này, rồi thái thịt này, rất là ok luôn. Dao thì siêu bén luôn, đánh nhám chống dính nhá, đánh nhám chống dính, dao siêu bén luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000, lên cho em là dao Thái Lỗ. Đấy, nó có cái lỗ ở bên trong nên em gọi là dao Thái Lỗ. Đây, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá, đèn pin cảnh sát Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là tiện luôn, có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đấy, ở đây thì hàng đa chức năng cho các bác luôn. Đây, pin rất là sáng con này. Các bác giữ lì này nó sẽ chuyển đèn con này. Đấy, giữ lì này cho em là sẽ chuyển đèn luôn. Đó, pha của nó rất là rọi luôn đây con này. Đây, đấy các bác nhìn thấy pha của nó chưa? Rất là rọi luôn các bác nhá. Pha của nó rất là rọi luôn. Đó. Và con này của nó thì điểm sáng của nó rất là lớn. Điểm sáng của nó rất là lớn luôn các bác này. Đấy, thì mình có thể dùng để mình đi ngoài đường các thứ, hoặc là dùng soi chim, soi cò rất là ok. Đấy, ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là sáng trắng như này và nhấp nháy cảnh báo các bác nhá. Các bác cứ giữ lì là có nút hết luôn. Đây, hàng made in Japan này. Đấy, dọi xa từ 600 đến 1000 mét này, có chức năng phá kính này, rồi cắt dây này. Đấy, rồi có cả la bàn, còi hú này. Đấy, có la bàn, có còi hú và có cả cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Đấy, một con đèn pin của cảnh sát Nhật, hàng cực kỳ đa năng như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. 180k nhá. Lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin này, cảnh sát Nhật nhá. Giá sẽ là 180k nhá. 180.000. Đấy, đèn pin cảnh sát Nhật có còi nhá. Có còi hú nhá, có còi hú. Giá sẽ là 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái tai nghe của thương hiệu iPhone. Tai nghe iPhone không dây. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là nguyên siêu, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một cái tai nghe rất là tiện ích luôn. Một cái tai nghe như này các bác này, để các bác có thể dùng rất là tiện ích nhá. Đây, iPhone này. Đấy, California nhá. Hàng này thì hàng sản xuất ở Nhật các bác nhá, hàng sản xuất ở Nhật đây. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan. Hàng sản xuất ở Nhật cho các bác này. Đấy, California. Đấy, đây, made in Japan các bác này. Con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cái tai nghe iPhone này bao nhiêu đấy? Tai nghe iPhone 150.000 nhá, tai nghe iPhone không dây. Đấy, nó sẽ có hai tai như này. Con này thì dùng rất là đã luôn, các bác có thể dùng cho điện thoại iPhone hoặc Samsung đều ok hết nhá. Đây là cái đốc sạc của nó nhá. Các bác bỏ vào đây là sạc cho em. Đấy, ở đây thì sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cáp sạc và bốn cái lót tai như này nhá. Bốn cái lót tai này các bác này. Đó. Thì combo cho các bác đầy đủ như này. Đấy, mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 thôi. 150.000. Đây, California và hàng sản xuất ở Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone này. Tai nghe iPhone, tai nghe không dây nhá. Tai nghe không dây, giá sẽ là 150k. 150.000 cho cái tai nghe không dây các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Các bác lên cho em là khăn ướt và dùng để lau bếp. Đấy, thì các bác lên cho em là khăn ướt lau bếp. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Khăn ướt lau dầu mỡ nhá. Đấy, khăn ướt lau dầu mỡ như này. 25.000 một bịch và một bịch này của nó là 80 chiếc. Ở đây thì nó đã có tẩm sẵn cho các bác các cái xà bông xà phòng như này rồi. Các bác có thể dùng để mình lau trực tiếp lên cái bàn bếp nhà mình này, hoặc là lau lên các cái vị trí nào mà dính dầu dính mỡ. Sau đó thì mình để tự nó sẽ khô đi và nó sẽ sạch cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ ra cái xà bông như này các bác này. Đấy, xà bông như này thì rất là tiện luôn nhá. Đây. Đấy. Thì cái này nó sẽ có cái chất tẩy rửa để giúp tẩy cho các bác sạch các cái vết dầu mỡ nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn ướt lau dầu mỡ, giá sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái bịch khăn ướt lau dầu mỡ như này.
25k một bịch nhá. Khăn ướt lau dầu mỡ 25.000 một bịch này của nó tới 80 cái luôn. Đấy. Một bịch này của nó là 80 cái như này. Các bác tha hồ mà lau, tức là lau được 80 lần mới hết nhá. Các vết dầu, vết mỡ bám ở trên bếp ga này, trên bàn rồi trên xoong, trên nồi lau được hết nhá. Rất là tiện luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ có xà phòng này các bác này. Dùng rất là thích. Giá thì chỉ có 25.000 cho một bịch này thôi. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đó, thì hôm nay bên shop sẽ lên cho bác một số cái mã thuốc, hàng thuốc nội địa của Nhật nhé. Hàng thuốc nội địa của Nhật thì rất là nhiều các cái mã thuốc đây để gửi tới các bác này. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác đó là cái dầu xay xe nhé. Đấy, dầu xay xe như này. Con này thì ghi cả giá ở đây. Dầu xay xe giá sẽ là 40k cho một cái lọ dầu xay xe như này. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái lọ dầu như này. Thì khi nào các bác xay xe thì lên xay tàu, xay xe, xay máy bay này. Đấy, các bác chỉ cần lăn vào tay này cho em này. Đấy, lăn vào tay này cho em. Đó, con này thì dùng rất là tốt luôn. Đó, dầu xay xe nhá, dùng rất là tốt luôn. Chuyên trị cho các bác bị xay xe này, xay tàu, xay xe đây các bác này. Đấy, đây. Đây, tàu bay, tàu hỏa rồi nói chung là đây, tàu bay, tàu hỏa rồi xe ô tô rồi tàu biển các thứ này. Đấy, giá sẽ là 40k cho một lọ dầu xay xe như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dầu xay xe, giá sẽ là 40.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kem bạch biến nhá. Cái này công dụng là cái gì đây? Công dụng như nào? Những người bị bạch tạng, bạch biến. Kem bạch biến này, con này thì chuyên dùng cho các bác nào chuyên bị gọi là bị bạch tạng này, hoặc là bị dạng như là nó đây, đấy cái những cái vết loang màu trắng này các bác này. Vết loang, vết vẩy màu trắng như này thì các bác bôi cái này vào cho em. Đấy. Da các bác bị các cái hiện trạng như vậy thì các bác bôi cái kem này vào cho em, rất là tốt luôn. Thì nó sẽ giúp các bác về cái hiện trạng da như bình thường nhá. Đấy, ví dụ như là cái da nó đang bình thường như này mà các bác bị một cái choàng nào đó nó bị biến dạng này, hoặc là bị bạch biến ấy. Đấy, đây nó gọi từ chuyên môn nó gọi là bạch biến nhá. Đấy, đây đúng như hình như này thì các bác bôi cái này vào cho em, rất là tốt luôn. Giá thì các bác lên cho em là kem bạch biến nhá. Giá sẽ là 60k cho một típ kem bạch biến như này, 60.000 cho một típ như này nhá. Đấy, 60.000 cho một típ kem bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nấm phụ khoa nam nữ nhá. Đấy. Con này thì sẽ là 45.000 cho một típ như này. Đấy. Các bác lên cho là nấm phụ khoa nam nữ. Nam nữ đều dùng được cả nhá. Đấy, cả nam cả nữ luôn. Đây là cái logo nam nữ này. Đó, cả nam cả nữ đều dùng được luôn. Thì cái này của nó cũng là thuộc dạng kem, các bác bôi thì rất là tốt. Đấy, bị nấm, bị ngứa rồi bị phụ khoa, dành cho cả nam và nữ luôn. Hàng thì cực kỳ là chất lượng cho bác nhá. Nấm phụ khoa nam nữ. Cái này thì giá của nó sẽ là 45.000, 45.000 cho một típ như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Cái này là trị hăm cho bé nhá. Đấy. Hăm ngứa cho bé này. Đấy, cái này thì chuyên trị hăm ngứa cho bé. Ví dụ các bé nhà mình mà nó bị hăm ngứa. Đấy, rồi là bị mụn. Các loại mụn như là hăm ngứa rồi mụn muỗi đốt các thứ là các bác bôi hết cho em là đều khỏi hết nhá. Đấy, bị hăm ngứa này, hoặc là các mụn bị muỗi đốt hoặc là côn trùng đốt là các bác bôi cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Hàng thì cực kỳ chất lượng như này, chuyên dùng cho trẻ em nhá. Cái này thì dùng cho trẻ em rất là tốt luôn và an toàn nhá. Đấy, đã được chứng nhận rồi, rất là an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là trị hăm ngứa cho bé nhá, hăm ngứa cho bé, giá sẽ là 35.000 cho một típ như này. Đây, hình trẻ em này các bác này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái viên viêm da cơ địa này. Đấy, cái thuốc trị viêm da cơ địa. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ như này. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k. Đó. Ở đây thì nó sẽ là một lọ như này các bác này. Bác nào chuyên bị viêm da cơ địa thì các bác dùng cái này cho em. Tức là các bác cái dạng như là lỗ chân lông của mình nó bị viêm đấy, viêm nhiễm những cái lỗ chân lông hoặc là da đấy, da mình nó viêm nhiễm thì các bác bôi cái thuốc này cho em, dùng rất là tốt luôn. Đấy, hàng cổ truyền của Nhật đây các bác này. Đấy, đây. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng cho các bác luôn đây các bác này. Một lọ là 20g nhá. Viêm da cơ địa các bác nhá. Bác nào bị viêm da cơ địa thì dùng con này cho em. Đấy, lỗ chân lông bị rỗng này rồi là bị ngứa thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, ngứa cũng bôi được hết nhá. Đấy. Viêm da cơ địa giá sẽ là 50k cho một lọ như này, 50.000 cho một lọ viêm da cơ địa như này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau xương khớp này. Đấy. Thuốc trị đau xương khớp. Giá của nó sẽ là 40k cho một típ xương khớp như này. Đấy.
Cái này thì các bác nào chuyên bị đau xương khớp thì bôi cho em, cái này em bán rất là nhiều rồi. Có bác lấy một phát 10 lọ xương khớp này luôn. Đấy, chuyên bị đau xương khớp này. Đấy, xương khớp bọ cạp nhá, gọi là xương khớp bọ cạp này. Ở đây thì có bọ cạp rắn này, rồi cóc này, rồi rết này, rồi thạch sùng này. Đó. Bôi vào thì rất là nóng luôn mà các bác dùng rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp em đó là xương khớp bọ cạp. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một típ xương khớp bọ cạp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thuốc trị xịt xoang nhá. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em. Đấy. Viêm xoang mũi, đau mũi, dị ứng mũi thì dùng cái này cho em, rất là tiện luôn. Đây, cái này khi mà xịt ra nó sẽ là dạng xương như này các bác này. Đấy, các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em. Các bác xịt trực tiếp vào khoang mũi cho em rất là tốt luôn. Đấy. Chuyên trị viêm xoang, viêm mũi rồi dị ứng mũi rồi nói chung là các cái bệnh về xoang là các bác dùng cái này cho em là khỏi hẳn luôn. Đấy, khỏi hẳn luôn, các bác chỉ cần dùng cho em một liệu trình 1 đến 2 lọ là sẽ khỏi hẳn luôn nhá. Lên mã giúp cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một lọ xịt xoang mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hắc lào long ben nhá. Bác nào chuyên bị hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng cái này cho em. Rất là tuyệt vời luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng nhá. Vẩy nến á sừng. Hắc lào long ben nấm ngứa vẩy nến á sừng dùng con này cho em. Giá thì chỉ có 25.000 cho một típ như này thôi. Dùng thì cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, dùng cực kỳ tuyệt vời luôn. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Hắc lào long ben vẩy nến nấm ngứa các bác dùng là khỏi hết luôn nhá. Khỏi tan ngàn luôn, chỉ cần 1 đến 2 cùng lắm là 3 lọ là khỏi hẳn luôn các bác nhá. Có những người người ta mua hộ cả xóm luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa dùng con này cho em rất là ok, giá sẽ là 25.000 cho một tiếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thuốc trị đau trĩ nhá. Đấy, thì các bác nào bị trĩ nội trĩ ngoại này, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng con này cho em. Đấy, bác nào bị co bố trĩ, xa bố trĩ này, trĩ nội trĩ ngoại dùng đều ok hết nhá. 30.000 cho một lọ thuốc trĩ như này thôi. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trĩ hàng nội địa của Nhật này, hàng của thương hiệu của Datami đây, Datami các bác này, đó. Thì trĩ nội trĩ ngoại, co bố trĩ, xa bố trĩ dùng đều ok hết nhá. Giá thì sẽ là 30.000 cho một lọ trĩ như này, 30.000 cho một lọ trĩ như này. Tiếp theo thì thuốc đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày thì con này bên em bán rất là nhiều rồi. Các bác cứ lên các bác gõ là thuốc đau dạ dày 123 là các bác biết rồi. Dòng này của nó là một cái dòng cực kỳ thương hiệu luôn. Thuốc đau dạ dày 123. Giá thì sẽ là 100.000 cho một lọ nhé. 100.000 cho một lọ. Đây. 100.000 cho một hộp như này. Một hộp như này. 100.000 cho một hộp nhé. Một hộp này của nó thì sẽ có cho các bác là 5 vỉ. 1, 2, 3, 4, 5. Một hộp này của nó là sẽ có là 5 vỉ nhé. 5 vỉ như này. Dòng này của nó là dòng thuốc nam nhé. Cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Thuốc nam các bác. Thuốc nam cho nên là dùng rất là an toàn luôn nhé. Và các bác có thể dùng lâu dài được. Đấy, dùng lâu dài cho em. Giá thì sẽ là 100.000. Đấy. 100.000 các bác nhá, 100.000, 100.000 cho một lọ thuốc như này, một hộp thuốc như này. Đấy, các bác lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc đau dạ dày, giá của nó sẽ là 100.000 cho một 100.000 cho một hộp như này. Một hộp này của nó thì sẽ cho các bác là 5 vỉ nhá, 5 vỉ. Thì khi các bác uống thì cứ uống cho em là 1 đến 2 viên và sau bữa ăn, uống cho em 3 ngày liên tục, sau đó thì mình nghỉ, sau đó thì mình nghỉ 2 ngày rồi mình lại uống tiếp các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là gọi là thuốc nhỏ mắt hàng nội địa của Nhật đây. Đấy. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng chuyên dùng để nhỏ mắt rất là tốt luôn các bạn. Đấy, rất là tốt luôn. Đấy, chuyên dùng để nhỏ mắt cho em. Đây. Đấy. Hàng này của nó thì nó sẽ là vitamin E này, B6 này, NA và K. Đây là các cái dòng cực kỳ là tốt và an toàn luôn để các bác chuyên dùng, gọi là chuyên dùng cho em, gọi là mình bị đau mắt này, rồi sưng cộm này, rồi là mỏi mắt. Đấy, phục hồi thị lực rất là tốt luôn. Đấy, đây. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Đấy. Made in Japan các bác nhá. Đó. Đây, nguyên cái vỏ của hãng cũng đã các bác đã biết chất lượng rồi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Thuốc nhỏ mắt giá sẽ là 60.000. Đó, thuốc nhỏ mắt này. Thuốc nhỏ mắt giá của nó sẽ là 60.000 cho một típ như này nhá. 60.000 cho một hộp thuốc nhỏ mắt như này. Đó, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng. Thì em lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Hôm nay thì bên shop về ngập tràn các mã hàng mới luôn để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Thì
Mã đầu tiên bên shop tiếp tục về cho bác cái kìm mũi nhọn này. Kìm mũi nhọn thì nó về sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, một cái mẫu là nhọn thẳng và một cái mẫu là nhọn lệch như này. Đấy. Thì các bác lấy cái mẫu nhọn thẳng thì lấy mà lấy cái mẫu nhọn lệch thì lấy nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đều là 40.000 cho một con kìm như này. 40k cho một con kìm như này nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là mẫu nhọn lệch này. Đấy, và nó sẽ lệch như này. Thì các bác có thể dùng để mình vặn ốc này rồi kẹp linh kiện các thứ nhá. Còn con này thì nó sẽ là kìm nhọn thẳng này. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một là mẫu nhọn lệch, hai là mẫu nhọn thẳng. Thì giá đều là 40k hết nhá, đều là 40.000. Các bác lấy muốn lấy loại nào thì lấy. Hàng thì nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, Japan này các bác này. Đó đây. Đây, Technology Japan các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu kìm đỏ đa năng nhá, kìm đỏ đa năng. Đấy, em lên tên thì nó là kìm đỏ nhưng mà nó về thêm cả cái mẫu màu bạc như này. Đấy. Thì giá con này thì sẽ là 100.000 cho một con kìm như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. 100k một chiếc, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. 100.000 cho một chiếc kìm đỏ như này thôi. Ở đây thì nó sẽ có chức năng đầu tiên là tuốt dây này, thứ hai là bấm cốt này, thứ ba của nó sẽ là cắt dây, xoắn ốc rồi vặn dây các thứ này. Hàng thì thép CRV, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm đầu bằng nhá. Đấy, kìm đầu bằng FO hay còn gọi là kìm bạc. Đấy, các bác lên cho em là kìm đầu bằng FO cũng được mà kìm bạc cũng được. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 các bạn, 180.000. Hàng cũng nội địa của Nhật, Japan các bạn này. Đấy, Japan đây. Cái này thì sẽ có cho các bác là phần tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây rồi vặn ốc các thứ đầy đủ, nó cũng giống như con kìm đỏ nhưng mà con này thì nó sẽ đắt hơn một chút và dài hơn một chút nhá. Đây. Đấy, so sánh hai con luôn này. Đấy, hai con nhá, đều là kiểu dáng rồi kích thước rồi cũng ứng dụng cũng na ná như nhau nhưng mà hàng chất lượng hơn thì giá tốt hơn. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc FO nhá. Đấy. Kìm bạc này. Kìm bạc FO giá sẽ là 180k nhá, 180.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đai đai siết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là đai siết. Một hộp này của nó thì sẽ là 26 cái tất cả các bạn. Một hộp này là 26 cái. Đây, các kích thước của nó đây các bác nhá. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức quá này, hàng của Đức này. Đây, Germany này. Đó, Germany. Hàng này thì được nhập khẩu và phân phối bởi đến từ đất nước Đức nhá. Hàng đến từ đất nước Đức luôn. Đó. Giá thì con này nó sẽ đủ cho các bác các kích cỡ to nhỏ lớn bé đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và cái giá thì rất hợp lý nhá, chỉ có 50 cành cho một cái hộp đai như này thôi. Đấy, lên cho em là đai siết nhá. Giá của nó sẽ là 50k một hộp như này. Đây em sẽ bóc qua cho các bác xem này. Đấy, cái này nó còn đang nguyên niêm phong này các bác nhá. Nguyên niêm phong như này. Đây các bác này. Đấy. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là tổng là 26 chiếc tất cả các bạn. Đây. 26 chiếc tất cả này. Đai của nó thì nó sẽ là đai kẽm. Đấy, chống rỉ cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Một hộp này là 26 cái, nếu em không đếm nhầm thì nó là 26 đây. Ở đây nó là 26 đây này, con này. Đấy, tổng là 26 cái. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Đấy. Các bác lên cho em là đai siết. Lên đã giúp cho em đó là đai siết này. Đấy. Đai đai siết giá sẽ là 50k cho một cái đai siết như này. 50k cho một hộp đai siết như này bao gồm 26 chiếc nhá. Đầy đủ cho các bác luôn. Combo to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ này. Đấy, combo cho các bác như này. Giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là đai siết nhá. Đai siết giá sẽ là 50k một hộp, bao gồm 26 cái. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu thước kẹp rem. Thì bên shop sẽ có hai dòng, một là kẹp rem cơ. Đấy, bằng thép, và hai là kẹp rem điện tử. Con kẹp rem điện tử này thì được làm từ sợi carbon nhá, được làm từ sợi carbon. Đấy. Và đây nó sẽ có cái phần cản pin này, các bác tháo cản pin này cho em là dùng thôi. Đấy. Và con này thì nó sẽ là kẹp bằng số điện tử như này nhá, kẹp bằng số điện tử như này. Con này thì giá sẽ là 100k cho con thước kẹp rem điện tử như này nhá. Đấy, 100.000. Và chiều dài của nó thì sẽ là 15cm, 150mm này, 15cm. Đấy, và các bác muốn cho về không thì các bác chỉ cần zero này nó sẽ về không và các bác bắt đầu đo được nhá. Con này thì cơ bản nó sẽ là đo bên ngoài này, đo bên trong này. Đấy, và đo chiều sâu ở đây, đo chiều sâu ở đây nhá. Đó, rất tiện luôn. Thì con này các bác lên cho em là thước kẹp rem điện tử này. Giá thì sẽ là 100k cho một cái em thước kẹp rem điện tử như này. Được làm từ sợi carbon nhá. Đấy, được làm từ sợi carbon này. Sợi carbon, giá sẽ là 100k nhá. Đấy.
lên cho em là kẹp gem điện tử nhá, kẹp gem điện tử này, kẹp gem này điện tử nhá, đấy nó có đầy số luôn nên em gọi là kẹp gem điện tử. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước kẹp gem bằng cơ đây. Con này thì nó sẽ là bằng thép chống rỉ nhá, cũng là hàng nội địa của Nhật này, Unica Japan con này, Unica Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Đấy, con này thì nó cũng là 15 sen nhá. Đây, 15 sen này các bác này, đó, 15 sen. Con này thì cực kỳ là ngon luôn. Đây, các cái thông số tiêu chuẩn của ISO của nó này. Đấy, rất là chất lượng các bác nhá. Và có cái phần đai ở đây này. Đấy, cũng có cho các bác là đo chiều sâu này. Đấy, đo chiều sâu và đo cho các bác là chiều đo bên ngoài và đo bên trong. Chất liệu của nó thì thép trắng không gì nhá. Thép trắng không gì. Đó, và đựng trong một cái hộp như này. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng cực kỳ là an toàn. Lên cho em là thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem cơ. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ này. Kẹp gem cơ bao nhiêu đấy? 150k nhá, 150k cho cái thước kẹp gem cơ như này. Giá sẽ là 150.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ kìm như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em là đồng hồ kìm. Giá chỉ có cho các bác là 230.000 và đã bao phí ship cho bác luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship rồi. Đấy, ở đây thì sẵn cho các bác một viên pin hãng luôn, một viên pin hãng này. Đấy. Hàng thì thương hiệu Kabushi Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Và có cho các bác là hai cái dây đo như này thì các bác có thể đo kìm rồi kẹp dòng rồi đa di năng hết cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá đó là 230.000 cho một cái thước kẹp gem à cái đồng hồ kìm như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm để các bác đo kìm, đo ampere, đo pol rồi đo vôn kế các thứ đều ok hết nhá. Đấy. 230.000 lên mã giúp cho em đó là đồng hồ kìm nhá. Đồng hồ kìm nó có cái kìm để các bác kẹp vào. 230.000 cho một con đồng hồ kìm như này thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo một số cái mã đồ kim khí thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái chổi cọ vàng này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chổi cọ vàng. Đấy nó màu vàng như này. Và nó bằng thép nhá, nó bằng gọi là bằng sợi thép như này. Thì cái này các bác có thể dùng để mình kỳ cọ vệ sinh, đánh rỉ, đánh giếc đều ok hết nhá. Đấy. Lên cho em là chổi đánh rỉ đi, chổi đánh rỉ. Giá sẽ là chổi đánh rỉ, giá của nó sẽ là 15k trong chiếc này thôi. Đấy. Chổi đánh rỉ này, đấy. Chổi đánh rỉ, chuyên đánh rỉ sét rồi kỳ cọ các bác nhá. Lên cho em là chổi đánh rỉ, giá sẽ là 100k cho cái chổi đánh rỉ như này nhá. 100.000 cho cái chổi đánh rỉ như này. 15.000. À 15.000 các bác nhá. Đấy, chổi đánh gì 15k, xin lỗi các bác, 15k thôi. 15k trong chiếc như này. Có quai cầm các bác này, ở đây thì nó đã dập những cái thép này vào đây rồi. Các bác có thể cầm như này để mình đây. Đấy, đánh này, thì cọ các bác này. Đấy. Con này thì dùng rất là đa di năng nhá. Các bác có thể là để mình cọ son, cọ nồi này, rồi đánh gì sét này, nói chung là đa di năng, dùng vào đâu cũng được. Hoặc là các bác vệ sinh. Đấy, vệ sinh sân sướng rồi các cái chỗ nào mà nó vết bám cặn bẩn các bác đánh đi cho em. Đó, sân sướng rồi là xi măng xi miếc đều ok hết nhá. Giá chỉ có 15k thôi. Lên cho em là chổi cọ gì nhá. Đấy. Chổi đánh gì giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi xịt hơi nhá. Đấy, các bác lên cho em là xịt hơi, hàng của thương hiệu Kabushi Japan này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy. Cái gì? Bao nhiêu? Lên mã giúp cho em là xịt hơi này. Đấy. Đây, một cái đầu xịt hơi như này. Đấy, con này thì hàng thương hiệu Kabushi Japan. Cái này của nó là bằng thép hết nhá, bằng thép mạ chrome sáng bóng đẹp luôn. Có quai đeo như này. Đấy, và các bác chỉ cần kết nối với cái đầu nguồn để các bác sử dụng mà mình xịt hơi thôi. Bao nhiêu? Đấy, thì rất là tiện, kết nối với các cái đầu nguồn như này. 80.000. Để các bác xịt hơi nhá. Lên cho em là vòi xịt hơi này. Đấy, lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái xịt hơi như này các bác này. Đấy, con này chuyên để xịt hơi, giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan màu đen như này. 5 mũi khoan đen đa năng. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác này. Hình mũi khế như này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng thứ nhất là dùng để mình khoan sắt, khoan thép, khoan inox rồi khoan tường đều ok hết nhá. Các bác khoan vào vị trí nào cũng được. Đó, nó là hình mũi khế như này. Khoan sắt, khoan thép, khoan gỗ, khoan tường, nói chung là khoan đa năng, khoan được mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em, chỉ trừ có kính là không khoan được thôi. Còn là các chỗ khác là đều khoan được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000. 120.000. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan đen nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen này. 5 mũi khoan nó màu đen nên em là hộp 5 mũi khoan đen.
giá sẽ là 120k nhé, 120.000 cho cái hộp 5 bút khoan đen như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhé. Đây, một hộp này của nó thì sẽ là từ 80 đến 100 chiếc. Các bác dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, xin lỗi các bác là mình dùng để mình sử dụng để mình chế biến thực phẩm, thức ăn để ok hết nhé. Chất liệu của nó là túi bóng lụa, siêu dai luôn. Tay đàn ông, đàn bà, tay lớn, tay bé đều vừa hết và nó có cái độ co giãn nhất định. Cho nên là các bác dùng nó rất là ôm tay nhá, rất là ôm luôn. Đây các bác này, đấy. Các bác có thể dùng để bóp nem, bóp nộm rồi làm thực phẩm, chế biến thức ăn. Hoặc là ví dụ như là mình cần dùng trực tiếp để mình vệ sinh, dọn dẹp cũng được. Các bác dọn dẹp vệ sinh, đấy, dầu mỡ nó không bám vào tay, sau đó thì mình bỏ luôn cũng được, nó rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là... Các bác lên cho em là găng tay thức ăn nhá. Giá của nó sẽ là 25k. Găng tay thức ăn, kể cả em cầm bút em viết rất ok này. Đấy. Găng tay này, đấy, găng tay thức ăn, giá sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhá, từ 80 đến 100 cái. Hàng về theo lô. Đấy, số lượng từ 80 đến 100 cái cho các bác sử dụng luôn. Găng tay thức ăn các bác nhá. Tiếp theo thì hàng rất là dài luôn các bác này. Đấy, rất là dài luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái bình 3 các bác này, bình 3. Đó, bình 3. Đây, một cái bộ bình 3 như này. Đấy, tại vì là một cái bình như này và có kèm cho các bác là ba cái cốc nữa, cho nên là bên em gọi nó là bình 3 nhá. Đấy, kèm cho các bác là ba cái cốc nhựa như này. Đấy, còn cái này của nó là bằng inox nhá, bằng inox sơn màu trắng tĩnh điện rất là đẹp luôn. Dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là đi 500 ml các bác nhá, 500 ml. Nắp này của nó rất là tiện này. Nắp thứ nhất là nắp giữ nhiệt này và có lẫy như này, có lẫy này. Các bác có thể bấm này. Đấy, bấm lẫy như này để mình rót này. Đấy, bấm lẫy này mình rót rất tiện luôn. Đó. Và các bác xoáy nắp vào này là dùng nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 nhá, bình 3. Giá thì chỉ có 80k cho một cái bộ bình 3 như này thôi. Đó, giá rất hợp lý nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Lên mã giúp cho em đó là bình 3 này. Bình 3, nó có 3 cái ly cho nên em gọi là bình 3. Giá sẽ là 80k cho một con bình 3 như này nhá, 80.000. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có 1 2 3 cái ly như này. Nhắm cái đá vĩnh cửu. Bình 3 nhá, giá sẽ là 80.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia đá vĩnh cửu nhá, đá vĩnh cửu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên nhá, 6 viên. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, Winling hay người của Đức. Con này thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy, hàng Winling hay người của Đức đây. Các bác có thể dùng để mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh nhá, bỏ ngăn đông tủ lạnh, sau đó thì khi mình có nhu cầu sử dụng thì mình gắp ra mình thả vào cốc bia, cốc rượu hoặc là cốc nước mình uống là vừa tạo được nước mát mà không bị mất cái độ ấy của nó nhá, mất cái độ tinh khiết của nó, độ nguyên chất của nó. Đây các bác gắp ra cho em như này là xong, rất tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 cho một cái hộp đá vĩnh cửu như này nhá. Lên cho em là đá vĩnh cửu này. Đó, đá vĩnh cửu. Giá sẽ là 70k cho một hộp như này thôi. 70.000 hộp đá vĩnh cửu như này. Rồi ok.